về đổi hình thì đổi ra quả, à đổi hình thì đổi đời, rõ hình thì ra quả. Thì em thì có một nhà bác thì đang gặp cái vấn nạn là hai bác bá thì kiểu như là không đang kiểu nghi ngờ nhau và bất đồng trong hôn nhân ấy ạ. Thì gặp rất là nhiều những từ hôn nhân mà gặp rất là nhiều những bất chắc, thì bà ấy có làm những cái chuyện như là bà ấy mắng bác ấy xong rồi bỏ nhà đi rồi làm đủ chuyện mọi chuyện rồi dẹp hết bát hương không thờ cúng gì nữa, trong khi thì gia đình nhà chồng thì vẫn muốn vẫn là thờ tự ấy ạ. Thì sau khi mà nói chuyện với nhau thì bác ấy đi hỏi một vòng anh em thì ai cũng bảo là thôi thế vậy thì thôi bỏ đi. Và khi mà nói chuyện ngày trước thì khi mà nói chuyện với em cũng bảo ôi ở vậy không ở được thì thôi bỏ đi thôi chứ cứ làm khổ nhau mãi thế. Thì khi em nhận được cái bài học về công thức cội nguồn cuộc sống tức là đổi hình, thì ngồi hôm trước thì có ngồi nói chuyện với mẹ và bác thì thấy là từ một cái hình rất là xấu về về bá thì bắt đầu em ngồi em có thể nói chuyện được với bác, hay là một người phụ nữ mà bên nội cũng không không nói chuyện không không nói chuyện được với ai, không ai mà không ai đồng thuận, không ai ủng hộ, cưới xin người ta cũng không mời, mọi thứ người ta cũng cũng cô lập ấy, bên ngoại cũng không ai ưa, cũng không ai đồng ý. Thì con cái thì một bạn thì bạn ấy buồn quá, bạn làm chuyện dại dột ấy thì bạn ấy thì bị pháp luật rơi vào vòng lao lý, rồi một bạn thì không lấy chồng ở vậy luôn. Thì khi mà em nhìn kể hết một loạt ra thì thấy là bác ấy đáng thương hơn đáng trách, và chỉ cần và bác ấy làm mình làm mẩy lên vậy chỉ cần một duy nhất một lời, đấy là lời xin lỗi từ chồng thôi. Nhưng mà chồng thì thấy là bà lại sai, còn bà thì thấy là chồng sai. Và khi mà và hỏi sâu hơn nữa thì chỉ là cái mong muốn ấy, tập trung duy nhất và mong muốn là hai bà đều mong muốn quay lại với nhau chứ không phải là gia đình mong muốn là gia đình tan vỡ. Thì khi mà đổi một cái hình đấy thôi và bác nói đúng một câu xin lỗi cứu vãn được cả một gia đình thầy ạ. Trời ơi, em bảo sao mà nó vi diệu đến mức độ như vậy, chỉ cần đổi đúng một cái hình từ việc đang oán trách, đang thấy là ô không phải lỗi của tôi, còn người kia cũng thấy là ô không phải lỗi của tôi, mà chỉ cần quay lại nhận lỗi về mình thôi là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, và đổi một cái hình là tất cả là lỗi của chị này, thì đổi thêm hình là cô ấy rất là đáng thương, cô ấy rất là đáng để yêu, chồng vợ mình rất là tuyệt vời, và bác ấy là người mà bác ấy nghĩ là ngoại tình nhưng bác ấy không hề đi ngoại tình. Nhưng thì có một cái là khi mà đổi được cái hình đấy thì cái quên thì cái bác ấy không alo vẫn nghe thì được đó khi chị. mà dạ thì khi mà đổi được cái hình như vậy thì thấy là ồ không có vấn đề, mọi thứ mọi người cũng đều không có vấn đề gì hết, mọi người cũng và quay lại hòa hợp được với nhau. Thì nó chỉ khai chúng có chỉ có một cái bài học, chỉ có một chút đổi một chút tư duy vậy mà nó cứu vãn được cả một một mối quan hệ tốt đấy ạ. Chị chia sẻ với bác hả? Dạ vâng ạ. Vì từ ngày trước thì nhà em hỏi cô hay là ngay cả kể mẹ em cũng đều thấy lỗi của bà hết, nhưng mà khi mà ngồi nói chuyện với mẹ thì mẹ bảo ờ đúng rồi chỉ cần xin lỗi là xong, nhưng mà không ai xin lỗi được, không ai có thể nói lời xin lỗi vì không thấy mình có lỗi ạ. Thì em chỉ bảo là ngay cả việc mà để cho vợ mình mà thấy mình nghi ngờ mình có vấn đề với lại kia là cũng đã phải xin lỗi rồi, và bác ấy ngộ ra rồi và bác ấy để xin lỗi bá là đã mọi chuyện xử lý xong lại về vui vẻ với nhau.
mà đáng ra là phải xử lý cách đây 1 năm rồi, mà bây giờ mới ngộ được thầy ạ. Dạ. 1 năm là tốt vậy. Có Nó những cái sâu trong nội tâm mấy chục năm, dạ chuyện và em trong hôn mấy chục năm. dạ và em cũng bắt đầu, ngày trước em cũng giữ mấy cái hình rất là xấu về về mẹ em. Đấy là mẹ thì chiều chiều bạn bạn nhỏ, chiều hai chị em thì bạn mẹ chiều cái bạn nam kia hơn, rồi mẹ lo lắng cho bạn ấy hơn này, sau rồi mẹ lúc nào cũng mắng này. Thế sau đấy thì bắt đầu đổi dần thì mẹ bắt đầu lắng nghe nhiều hơn, mấy nay còn tập thay gân đổi cốt cùng này rồi. Ý là Dạ chị với em và trai vâng đúng rồi ạ. thường là vậy, thường á là thương con sau á, thương Dạ hơn, nên làm cho mấy chị em với nhau á có cái ganh với nhau, cái có cảm giác mà không có được tôn trọng á, không được yêu thương. đúng rồi ạ. Nhưng mà em có một cái bài học, đấy là thầy thầy Toàn có chia sẻ, đấy là mình không đi cạnh tranh phước báu ấy. Người ta có nhiều phước báu hơn ấy, thì mình cứ đi cạnh tranh với phước báu ấy. Với lại họ thì nó hơi hơi buồn cười. Thế là từ đấy giờ đi em bảo à, thì ra là bạn ấy có phước báu nhiều hơn mình chỉ cần đi tích tạo thêm phước báu, mình vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Và em nhận được cái bài học về tánh không của nội tâm. Như tánh không là nghe chỉ biết là nghe, thấy chỉ biết là thấy thôi, thì nó đi xuyên qua, nó không có vấn đề gì cả. Chứ ngày trước em cứ dính mắc hết vào cái lớp lớp tình ấy. Chưa nói xong thì nổi bong bóng ảo giác nổi hết lên rồi. Mẹ em bảo dạo này khác thế, ngay cả chồng em bảo là dạo này không thấy sân si lắm mẹ. Dạo này thấy cười thôi à, chồng trêu thì cũng chỉ cười thôi, chứ trước thì mặt hầm 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 ấy. Thì khi mà em nhận được cái tánh không của nội tâm là từ từ đã, chưa chưa phản ứng vội, mình cứ nghe xem thế nào đã, xong mình đưa ra lớp tại sợ để xong mình bắt đầu mình mới phân tích phân biệt và xem là mình sẽ đối đãi như thế nào. Cái vui thì mình cười, còn không vui Hãy thì còn không không vui thì mình bao dung. Giống như hôm nay con trai em cầm cái lọ sữa tắm mà đổ hết ra nhà, vừa mới mua xong. Bình thường ra là được, xong em bảo thôi tại tại mình rồi, vì mình không không để nó cao lên, mình để thấp quá nên còn nó đổ, tôi hoan hỉ. Rồi, ngon quá. Thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng, ngay cả cuộc sống của em nó cũng đổi, mọi người vui hơn và cuộc sống của mọi người xung quanh cũng đổi. Mẹ thua. Dạ biết ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy và các lý đã lắng nghe. Chúc mừng chị. Chúc mừng nha, cuộc sống thay đổi tốt rồi. Xin mời Trang Thùy. Trang Thùy giơ tay nè, nhưng chưa mở cam. Rồi, tiếp ha. Xin mời cha Thảo. Thầy ơi, thầy có thể để bạn nào chia sẻ trước xong em chia sẻ sau được không ạ? Dạ được. Dạ, cảm ơn thầy, nhiều biết ơn thầy ạ. Xin mời cha. Dạ vâng ạ. Em biết ơn thầy Nhật Anh đã cho em cơ hội được chia sẻ. Em xin chào tất cả mọi người, chào cả nhà. Và cái bài học em tâm đắc hộ ra trong ngày hôm nay đó chính là về cái mà mình rõ cái hình ảnh mong muốn con người mà mình muốn trở thành ấy. Thì trước kia là mẹ em đây là kiểu, mẹ em là một người mà về cái nghe thầy nói biết của mình đi, thì em tiếp xúc nhiều với mẹ em và em lớn lên cùng với mẹ em, cho nên là những cái hình ảnh về mẹ của em thì kiểu nó in sâu trong đầu em, và kiểu nó dần dần là trở kiểu em cũng học được rất nhiều từ mẹ em ấy. Ví dụ như là mẹ là một người rất là dịu dàng nè,
Cái thứ hai nữa là mẹ là một người rất là tần tạo, rất là đảm đang, thì em cũng học được những cái nét đó của mẹ. Nhưng mà về cái nghe của em nghe được từ mẹ em thì mẹ em có những cái ngôn từ mà nó ám thị rất là sâu vào trong người em. Thì mẹ em thường bảo là kiểu em là một người không thông minh này, là một người mà không hòa đồng, xong rồi không biết cách giao tiếp, không biết cách nói chuyện với mọi người. Và từ những cái việc đó ấy, thì em dần tin là cái lời nói đó của mẹ em là thật. Và từ những cái mà mình nghe thấy ấy, thì em dần dần là phát triển mình theo cái lời nói đó của mẹ em. Và em cũng không để ý là mình đã trở thành cái con người mà mẹ em nói đó từ khi nào ấy. Nên là cho đến khi là hôm nay biết đến cái mà thầy bảo về tính không kia ấy, thì em mới nghĩ lại, xong rồi em mới thấy là cái người mà mẹ em nói kia đó là do góc nhìn của mẹ em thôi, nhưng mà em lại nhìn nhận đó cũng là em. Và em tự cho rằng mình cần phải làm theo những gì mà mẹ em nói, bởi vì em rất là tin tưởng vào mẹ em và em cũng rất là thân thiết với mẹ em nữa, cho nên là mẹ nói cái gì em cũng tin là thật ấy. Nên khi mà được biết về tính không ấy thì em mới biết là đó không phải là con người của em, mà đó chỉ là con người mà mẹ em nhìn thấy thôi. Cho nên là từ cái đó là em đã bắt đầu mình có thêm những cái ngôn từ để mà tái tạo mình có thể là mình mong muốn trở thành người như thế nào, thì mình sẽ thêm những cái ngôn từ tích cực như thế về cho bản thân mình. Và dần dần thì em đã thoát khỏi cái mắt mà mẹ em nói. Mọi người thử tưởng tượng như là mình là một con chim đi, xong rồi những cái lời nói đó của mẹ mình ấy nó giống như một cái lồng đèn, một cái lồng, xong rồi khi mà mẹ đã tái tạo ra cái lồng đó đúng không, thì mình lại chấp nhận là ở cái lồng này là mẹ mình, xong rồi mình tin mẹ mình, xong rồi mình để cái lồng đó nó nhốt mình, xong rồi mình cứ sống trong cái khung mà mẹ mình tạo ra cho mình. Nhưng mà đến khi mà được biết đến cái tri thức mà hôm qua thầy truyền tải kia ấy, thì nó giống như kiểu như là một cái chìa khóa ấy, thì nó mở ra cánh cửa đó cho mình. Và em kiểu như là mình được thoát ra từ đó và mình hướng đến con người mà mình mong muốn trở thành, mình hướng đến những cái ước mơ của mình, và mình bắt đầu là tái tạo lại. Mình không phải là một người như mẹ mình nói, mình là một người tự tin, mình giao tiếp tốt, mình hoạt động với mọi người và mình biết cách nói chuyện rất là tốt nữa. Thì đây là một cái bài học tâm đắc mà hôm qua em ngộ ra rất là sâu sắc từ thầy. Và em có một nghi vấn nữa là về cái hình ảnh ấy thầy, hình ảnh mà mình mong muốn ấy, thì nhiều lúc là em cũng mình có những ước mơ, xong rồi những cái hình ảnh trong cái ước mơ của mình nó hay bị thay đổi ấy. Kiểu hôm nay thì mình rõ hình về cái này, nhưng mà nhiều lúc mình mơ mình tưởng tượng lại ấy, thì cái hình nó lại có cái sự thay đổi. Thì em muốn đặt ra nghi vấn là cái sự thay đổi đó thì nó có tốt hay không tốt, và mình có cần phải cố định cái hình ảnh trong tâm trí mình không? Dạ vâng, em xin biết ơn thầy ạ. Em muốn hướng tới điều gì? Hình ảnh mà em mong muốn á. Dạ là ngôi nhà mà em mong muốn có trong tương lai Ngôi nhà kiểu sao? ạ. Ngôi nhà 2 tầng, xong rồi kiến màu màu nâu, và ở dưới thì màu trắng, còn xây xây bằng màu trắng, còn cái nóc của nó thì bằng màu đỏ, và xung quanh thì có 2 cái lan can băng nữa. Và đó thì dưới thì sẽ có một cái khu vườn để mà mình có thể trồng trái cây, trồng hoa các kiểu. Rồi hình ảnh nó hay bị dao động hả? Dạ Ngày hôm vâng nay rõ, ngày mai không rõ. ạ. Ý là vậy hay sao? Cứ mở mic đi cưng. Cứ mở mic. Có nghĩa là em hỏi là hôm nay rõ, qua ngày mai không rõ. Rồi làm sao để cố định hay là sao? Hay là thay đổi, nên thay đổi hay là không? Hay là sao? Em định đặt ra nghi vấn là mình có nên giữ cố định cái hình đó trong tâm trí mình không ấy thầy, hay là nó sẽ có cái sự thay đổi ấy thầy?
Nếu mà em giữ nguyên cố định hình ảnh đó và em có lý do để em hướng tới đó thì em đạt được. Nhưng mà không phải tưởng ra ha. Có nghĩa là em có lý do tại sao muốn có ngôi nhà đó vậy? Vâng. Hả? Tại sao muốn có ngôi nhà đó? Tại vì em muốn được mình muốn được sống ở đó và mình muốn cho những cái người thân của mình nè, hoặc là những cái người bạn mà họ đi học xa mà họ không có nhà để ở ấy, thì họ cũng có thể vào ở đó để mà thuê nhờ nữa hoặc là ở nhờ nữa. Rồi, vì ai nữa? Vì cả bố mẹ em nữa ạ. Nhà nó bự không? 2 tầng à? Ở hết không? Mét. Em hình dung được 200 m² là cỡ sao không? Có thấy được nó không? Dạ chưa ạ. Vậy thì 200 m² đó là con số thôi nè. Con số thôi, không có hình. Nhưng thí dụ như em đi đâu đó, em thấy một nơi nào có một không gian rộng á, em muốn giống như vậy đó, thì nó mới lưu giữ hình cho em. Chứ không phải là mình đặt ra con số đó, tại vì con số đó không có ý nghĩa gì hết, mà là cái hình đằng sau nó đó, nó mới tạo hình. Rồi, một hình ảnh mà tại sao nó bị dao động? Khi mình có một mục tiêu, một cái mong muốn hướng tới, nhưng tại sao bị dao động? Đó là tại vì mình chưa củng cố thông tin cho nó, chưa củng cố cái, tại vì hình ảnh nó tạo từ, em nhớ hình ảnh nó tạo từ đâu không ta? Ảnh đó là từ cái nghe thấy nói biết của mình thấy. Hay tạo từ nghe thấy nói biết, trong đó cái biết chưa rõ, thành ra hình ảnh gốc nó bị lung lay. Chỉ cần làm rõ cái biết là hình ảnh đó sẽ được cố định. Ạ. Một trong những cái cần phải làm rõ đó là lý do tại sao cần nó. Lý do tại sao em cần ngôi nhà đó. Em cho ra càng nhiều những lý do trọng điểm. Vì bạn nè, vì trọng điểm là vì ai vậy? Vì ba mẹ nè hả? Muốn cho ba mẹ có chỗ báo hiếu ba mẹ hay sao? Có nơi để cho ba mẹ ở hay sao? Dạ đúng rồi ạ, Rồi ba mẹ làm gì ở đó? ba mẹ em kiểu như là Em muốn ba sẽ mẹ làm gì ở đó? như là làm kiểu em muốn kiểu như là ba mẹ ở đó thì có thể có nhà cho kiểu cho thuê cho những học sinh mà họ đi học mà họ không có nhà ấy, thấy là họ họ đi xa nhà xong họ lên học ấy, thì họ có thể thuê để mà họ tiện gần đến trường học hơn ạ. Nhưng mà vậy thì là muốn cho mấy bạn đó là cái muốn, lý do em cần có cái nơi đó là để cho những người bạn đó. Nhưng ba mẹ nè, tại sao ba mẹ cần nơi đó? Ba mẹ ở chỗ em, lên chỗ đang ở không được sao mà phải lên đó ở? Rồi ở đó không làm gì thì được không? Hay là em muốn ba mẹ sống kiểu như sao, làm gì hàng ngày, làm gì? Cái này thì em cũng chưa rõ ạ. Làm rõ đi, hỏi ba mẹ con có muốn không, hỏi ba mẹ có muốn sau này á, con muốn có ý nguyện con làm ngôi nhà vậy đó, con ba mẹ muốn tới đó không, con có ý muốn như vậy đó. Anh cũng thường nói với lại ba mẹ anh nè, với lại bà ngoại nè, gia đình nè, nói sau này á, mấy vài năm nữa cái ngoại với mẹ về á, để con lo cho ngoại với mẹ, cứ ở đây hiện tại đi, ở với lại chị, có chị hai gần đó, để chị hai đang, tại vì bà ngoại chăm cháu. Nhưng qua thời gian á, mốt để con về đây nè, ngoại về đây cái để con lo cho ngoại, thì hỏi coi bà ngoại với mẹ có muốn không, ba mình có muốn không. Rồi hỏi họ nếu mà có không gian đó họ muốn làm gì ở đó, thì em mới tạo hình được, hình ảnh tâm trí nó mới tạo ra được. Rồi mình tưởng ra nó không, hình ảnh ảo, nên là hình ảnh ảo thì nay có mai mất. Nên ai tưởng tượng ra, nếu may mắn cố định được hình thì họ có được kết quả.
Còn thôi hình ảnh đó toàn là ảo hết, nên là tưởng là rõ hình nhưng thực chất không rõ hình. Em hiểu ý đó. Dạ, em Rồi, có ạ. rõ hình cho ba mẹ rồi, rồi giờ hình cho mấy người bạn em nè, cho những người mà họ tới đó họ ở. Vậy thì sao nữa? Kể tiếp đi, kể thêm đi, em mong muốn điều gì nữa? Tôi thấy Thuê nhà hay sao, cho họ thuê hay là cho họ ở đó luôn được không, em thầu hết luôn được không, cho họ gửi phí tỳ tâm hay là ý sao, ý là rồi giúp đỡ gì cho họ, rồi sinh hoạt nơi đó có sinh hoạt gì không, em có mở ra lớp nội tâm đứng đó lúc đó em chia sẻ cho mấy bạn không, tại vì nhà nhà mà vô đó ở thôi thì chỉ có vô ở xong rồi tới ngày đi lui tới tới lui thôi cũng không tạo được giá trị nhiều. Nhưng nếu mà thay vì 2 tầng bây giờ mở rộng thêm có một cái phòng ở dưới, phòng sinh hoạt chung được không, cái em những gì em học được em lấy ra em chia sẻ cho họ, tại vì á cho người á cho tiền á, cho tiền là hạ sách, cho năng lực là trung sách, cho quan niệm là thượng sách. Nếu muốn giúp một người thật sự, nếu chỉ cho họ giúp đỡ họ về tài thôi, tài chánh được thôi, giống như em mở ngôi nhà ra để cho tài tang á, thì người tụ lại thì hỗ trợ cho họ về tiền thì được một phần, chưa giúp họ được thật sự lâu dài, nhưng cũng giúp được đó, nhưng mà chưa chưa thật sự giúp họ được. Vậy thì họ tới hỗ trợ cho họ có thêm công cụ để tạo lập giá trị nữa, và hỗ trợ cho họ có quan niệm nữa, giống như là những người anh chị của em mà đã mời em tới lớp học đó, thì có phải họ đã cho em một cơ hội để tiếp cận với quan niệm không, tiếp cận với tri thức quan niệm, mà những tri thức này có thể giúp con người được an vui. Vậy thì em có nơi để tụ người rồi, sao không cho họ luôn, sao không gửi tặng họ quan niệm luôn, thông qua bối cảnh đó mời các bạn lại ở ở đây thì tài chánh ít ít hơn, hỗ trợ cho đi lại thuận lợi, nhưng đồng thời á có những nơi có những lúc sinh hoạt với nhau, hiểu hiểu không? Dạ, em có ạ. Trước đây á thì anh có nhân viên lúc đó anh ở nước ngoài ở Phần Lan, thì cũng có anh cũng làm giống vậy đó, có một cái thuê một cái nhà, thuê một cái nhà lớn, rồi có những anh em tụ các anh em lại được mời lại, thì ở đây tài chánh mình lo hơn chút, mình hỗ trợ. Ừ. Rồi sau đó thì mở ra những lớp học, mở lớp học nội tâm này nè, cứ 1 tháng mở 1 lần, rồi rảnh rảnh ăn cơm á, thay vì ăn cơm cầm cái điện thoại mỗi đứa một góc thì còn gì là gia đình nữa, trong khi đi ra nước ngoài nhớ nhà, rồi nó sống ở nơi nước ngoài đó thì cần có cái chút ấm áp, nên là ngồi lại với nhau ăn cơm thì ăn chung với nhau, chia sẻ ra như này nè, nhưng mà trẻ trẻ mà ngồi lại chia sẻ có khi nói chuyện trên trời dưới đất không à, trong khi lúc đó biết được tri thức rồi, có tri thức có quan niệm nè, những gì được học á, cái trong trong bàn cơm á, tại vì được dạy quan niệm là văn hóa trên bàn cơm thì mới ăn chung với nhau, thì ngồi đó chia sẻ những gì mình học tập, chia sẻ cảm nhận, Mở rồi giống em. buổi tối rảnh thì ngồi lại nói chuyện vui chơi gì đó, cứ vui chơi nhưng có không gian để có thể trao đi giá trị thêm. Em hiểu hiểu ý đó. Dạ vâng ạ. À, em biết anh thầy rất nhiều và em cũng biết Cho anh tiền chị của em là chị Duyên Huỳnh đã cho em cơ hội kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. cho tiền nè, cho công cụ, cho năng lực, cho tiền là nếu chỉ cho tiền giúp đỡ con người thôi thì chưa phải thật sự giúp họ được, nên các cao nhân họ nói đó, cho tiền là hạ sách, cho năng lực là trung sách, cho quan niệm là thượng sách, tại vì còn có quan niệm con người mới đổi đời được.
Đó, vậy thì em phải có một cái em muốn làm rõ hình. Cái nguyên tắc để làm rõ hình đó là có kế hoạch sử dụng đó. Các anh chị có muốn làm rõ hình ảnh gì? Ví dụ muốn làm rõ hình ảnh về tiền. Ai đây các anh chị mong muốn có tài chánh, mong muốn có tài chánh tốt. Ví dụ như một tháng mấy trăm triệu, một tháng vài tỷ, hoặc là con số nào mình đặt ra thì tùy cả nhà. Nhưng mà đặt ra con số đó thì con số đó không có hình. Có ai có để ý đặt ra mục tiêu con số cuối cùng cũng không có hình ảnh không? Cũng cùng lắm là có con số hiện hình thôi chứ cũng không rõ. Cả nhà có cảm nhận như vậy không ạ? À? Nè, ai đó có mục tiêu, em tha cha đi, em có mục tiêu tài chính. Khi đặt ra con số đó thì nó không có ý nghĩa nhiều. Nhưng nếu em có kế hoạch xài tiền thì mới rõ hình. Dạ vâng ạ. Hiểu hiểu ý không cha? Có kế hoạch xài tiền, có rõ hình. Vậy thì kế hoạch xài ngôi nhà đó, kế hoạch sử dụng công năng của ngôi nhà đó dùng làm gì? Bao nhiêu phòng? Mỗi một phòng có lợi ích gì? Phòng ngủ, vậy thì bao nhiêu phòng ngủ? Ai ở? Chứa được, dung chứa được bao nhiêu người? Ở giường tầng hay là ở chung với nhau? Rồi nam nữ kiểu làm sao? Thì ở chung nó sinh ra những vấn đề đó. Thì mình đầu mình mới làm rõ ra. Ồ, vậy rồi không lẽ ở không sao? Ở không vậy thì thôi cho thêm quan điểm đi. Tập hợp lại, mở ra lớp học, mở ra buổi chia sẻ. Thì có công năng sử dụng. Thì lúc đó rõ hình ngôi nhà đó thì em có đủ lý do đủ lớn. Nếu lý do đủ lớn mới giữ được cái hình ảnh đó. Còn không thôi, ước mơ con người mơ chơi vậy thôi. Hình ảnh tạo nên chơi vậy thôi chứ không có lý do thì không giữ được hình. Hiểu hiểu ha. Nên em cho anh muốn giữ được hình ảnh đó. Đừng cố định, đừng có khóa cái hình đó lại là chỉ có nhà 2 tầng thôi. Tại vì vài bữa nữa khi em làm lớn lý do lên, lý do cần phải có nơi ngôi nhà đó thì nó sẽ mở rộng. Nó sẽ mở rộng thì nó mở tới một lúc em thấy được thì em giữ cố định lại. Khi thấy được thì giữ nó lại, còn có khi nó đang nhỏ quá, giữ nó thì nó uổng, chỉ đạt được cái nhỏ thôi còn cái lớn không đạt được. Nhưng mình phải biết được tới lúc nào mình cố định hình. Tại vì nếu thay đổi hình thì dao động hình ảnh thì rõ hình mới ra quả. Mà động hình rồi, hình ảnh bị lưu động động rồi thì quả nó không ra. Lâu đạt quả nên ai thay đổi mục tiêu nhiều thì thường không đạt được. Nhưng để mục tiêu nhỏ quá thì cũng không cũng đạt nhanh lắm chút xíu à. Nhưng mà mở rộng ra vậy thì trọng điểm là cho lý do hàng lý do cần phải có ngôi nhà đó, kế hoạch sử dụng, gọi là kế hoạch sử dụng. Em muốn học tập giỏi luôn không ta? Em muốn học tập thấu hiểu được nhiều tri thức luôn không? Thấu hiểu được trưởng thành hơn nhiều luôn không? Muốn Có không? ạ. Đã có ạ. Chỉ cho em một cách. Người á mà muốn trưởng thành, muốn học để ngộ nhiều để trưởng thành thì thường là không có ngộ được nhiều. Nhưng mà có giống như một cái có kế hoạch á, có kế hoạch sử dụng tri thức đó để làm gì, giúp đỡ cho ai thì lúc đó mới bội tăng được tri thức. Có một cái hình ảnh nó giống như là cái ao như vậy nè. Đây có một cái hình ảnh, đây là một cái như này gọi là cái ao này, ao đây cái ao này. Theo em nghĩ nếu như chỉ là một cái ao thôi, chỉ có nước đổ vô thôi, đây có một nguồn nước vô, đây có nguồn nước, có nguồn nước chảy vô.
nếu như ao này chỉ có một nguồn nước đổ thêm nước vô đây nhưng không có chỗ thoát ra, thì qua thời gian chuyện gì xảy ra với cái ao này? Ao này nó sẽ bị đầy ạ. Nó bị đầy và nó bị thối không? Dạ có ạ. Nó bị thối tại nó không có lưu thông, thì đổ nước vô tới một ngưỡng nó lấp đầy, nó không thêm được nữa, ao nó bị tù. Anh Phát nói đúng, nó bị tù. Vậy thì muốn cho nó lưu thông chỉ cần khui một cái đường ra cho nó đi ra, khui dòng trước khi nhận nước vô, thì nước càng ngày càng đổ nhiều, khui dòng ra, khui trước khi đổ nước vô thì dòng nước nó mới đưa vô. Tại vì ao mà khui ra rồi thì những nguồn nước khác á, chênh lệch nó sẽ đổ qua. Nên tri thức con người giống vậy đó. Nếu chỉ có học mà không khui thì nạp vô tới một mức sẽ bị nhức đầu. Và nạp vô tới lúc là không nạp thêm nữa. Tại vì càng học thì càng sợ hãi. Càng học á, thì lại càng cảm thấy là quá nhiều. Tại vì biển mênh mông, vòng tri thức không biết càng ngày nhiều qua quá nhiều. Thành ra là nếu chỉ có nhận thôi, không khui ra thì nó bị tù. Đầu óc mình sẽ bị tù lại. Vậy thì người nào muốn mở mang trí tuệ, khai mở ra và học được nhiều hơn, ngộ được, thấu hiểu được nhiều, thì chỉ cần có một ý niệm, đó là khui dòng, khui kế hoạch sử dụng tri thức đó trước khi mình học. Đó là tôi học để tôi làm gì? Tôi muốn giúp được nhiều người hơn. Tôi muốn có thể nói ra cho nhiều người nghe. Các anh chị cảm nhận những tri thức này xứng đáng nhiều người được biết không ạ? Theo cả nhà, những tri thức tuyệt quý chúng ta được học xứng đáng nhiều người cũng được biết đúng không ạ? Vậy thì học quá, vì một người sẽ học một điểm, vì một người học một điểm, còn vì vạn người học vạn điểm. Vì một người học thì học một điểm, còn vì vạn người sẽ học vạn điểm. Vì một người học một điểm, vì một người thì học một điểm, nếu vì mình thôi thì mình học được có một vài điểm mà, còn nếu học vì con mình, học vì gia đình mình, học vì bạn bè mình, học vì những người thân yêu, học vì nhiều người khác mà mình cũng chưa gặp họ nữa, nhưng vì những người đó có những mối quan hệ bạn của bạn của bạn, nhưng họ cần có hạnh phúc, họ cần có an vui, vậy thì vì họ, vậy thì vì vạn người, vì vạn người sẽ học được vạn điểm. Vì vạn người sẽ học vạn điểm. Nên em muốn chúc mừng em, là chúc mừng Tha Cha Cha đã có một cái ý niệm, đó là mong muốn có một ngôi nhà, thì không phải là chỉ để ở không, mà là vì người khác. Vậy thì thay vì em chỉ giúp họ về tiền bạc thôi, tại vì họ ở đó họ có nơi để trú lại, họ đỡ tiền cho họ, thì thay vì chỉ có giúp họ về tiền, em đặt ý giúp họ luôn quan niệm cho họ. Tại vì giúp quan niệm mới thật sự, con người có quan niệm thì cuộc đời họ mới đổi. Còn có tiền chưa chắc đổi đời. Tại vì có tiền rồi cũng hết tiền. Có tiền rồi cũng hết, tiền sẽ bay đi. Tiền, cái kế hoạch xài tiền. Tại vì đố chúng ta có thể giữ được tiền. Tại vì khi có tiền, các anh chị sẽ dùng tiền đó cho việc gì? Nó sẽ lưu thông dòng tiền đi ra. Và dòng tiền, tiền nó không đứng yên. Có ai đó tụ lại giữ một chỗ, nhưng tới cuối cùng tới một lúc có việc gì phát sinh cũng phải xuất tiền đó ra. Nên tiền là một dòng chảy, tiền là năng lượng với thông tin, nên tiền nó sẽ chảy đi. Thì thay vì giúp họ về tiền không, đúng không? Em giúp họ về tiền luôn, em giúp họ năng lực, em giúp họ quan niệm luôn. Thông qua một nơi nhà, ngôi nhà của em tụ lại, tụ người lại.
là vì họ giúp cho họ, tại vì bình thường em không có lý do gì để nói cho người ta nghe hết á, tại con người mình không có vai trò với tư cách, mình chỉ có lý do thôi nhưng không có vai trò, không có tư cách thì không thể nói cho người ta được, không thể làm được. Nhưng em đó có một nơi, có ngôi nhà để xin mời mọi người lại ở, hỗ trợ cho mọi người, thì em vừa có vai trò, vừa có tư cách mà lại còn có đủ lý do để làm, thì nơi đó là một nơi trao đi giá trị rất lớn. Ừ. Vậy thì khui ao ra trước đi, nếu muốn học tập được ngộ được nhiều hơn trong những ngày tới và suốt luôn trong cuộc phần đời còn lại, vậy thì đừng học không mà là đặt ý khui dòng, nó gọi là khui dòng, khui dòng. Khui dòng. Khui Nhật Anh thông qua bối cảnh của Tha nói với cha nghe, nhưng cũng là xin được gửi tới các anh chị. Ai đây các anh chị muốn tri thức được bồi tăng thêm, chúng ta hiểu biết nhiều hơn, ngộ được nhiều hơn và chuyển hóa được nhiều hơn. Thì nếu chỉ có vì sự chuyển hóa của mình thôi, thì mình sẽ trưởng thành chậm lắm các anh chị. Nhất tâm vì mình, nhất tâm vì mình thì trưởng thành chậm, có nghĩa là chỉ muốn mình trưởng thành thôi, thì cái ý niệm đó làm cho mình trưởng thành chậm lắm. Nhưng mà nhất tâm có nghĩa là tâm trí mình nhất nhất cho một việc đó, nhất tâm vì sự chuyển hóa của con người, vì người, vì những nhân viên sau này mình mới gặp, nhưng vì họ họ xứng đáng, đã là con người xứng đáng có an vui hạnh phúc, nên là chúng ta có nhân duyên được biết tới những điều tốt đẹp này, mình đặt một ý niệm đó là truyền ra cho họ. Thì ai học tập với một cái tâm thái đó thì chúc mừng các anh chị, ao nước của chúng ta đã được khui ra trước khi chúng ta nhận vào. Ao nước được khui ra trước khi tri thức, nhận tri thức vào. Thì sự chuyển hóa của các anh chị là không thể hình dung trong những ngày tới và trong phần đời còn lại của các anh chị. Khui dòng trước ha, có kế hoạch sử dụng tri thức trước khi học thì tri thức sẽ đổ dồn vô em và em sẽ ngộ được bội tăng, bằng ngộ được nhiều hơn hết thảy những gì trước giờ học. Chỉ cần dịch chuyển một tâm thái. Được, được hả cha? Dạ vâng ạ, biết ông thầy. Ừ, thầy ơi cho em xin hỏi đặt ý là gì ạ thầy? Đặt ý có nghĩa là nói lại bữa nữa nói kỹ hơn, nhưng mà ý niệm đơn giản vậy thôi nè, đó là mình giống như em có ý muốn là em muốn có ngôi nhà đó, thì đó gọi là một cái đặt ý rồi đó. Rồi vậy thì bây giờ ý của mình chỉ cần á, mình khởi một ý niệm lên, có nghĩa là mình có khởi một mong muốn lên, đó là tôi muốn nói những tri thức quý này cho nhiều người nghe, tôi muốn nhiều người biết tới, nhiều người được nhận giá trị giống như tôi nhận được, thì một mong muốn nó khởi lên, thì đó là gọi là một dạng của đặt ý. Tại em biết anh thầy đã chia sẻ những tri thức chỉ điện, những tri thức rất hay, rất tuyệt vời. Thì hay hay không thì nó cũng không quan trọng, quan trọng là em đem nó vô cuộc sống em á. Rồi ngôi nhà, cái ý niệm, cái mong muốn mà có một cái ngôi nhà như em muốn đó, đó là một ý muốn rất là đáng quý, một hình ảnh rất đáng quý, tại vì thường người ta muốn có nhà người ta ở thôi, nhưng em nói là bởi vì người khác nữa, em nói là vì muốn giúp cho mấy bạn khác, thì anh mến cái nội tâm đó của em, nên là gửi đến em một số cái điều có thể mở rộng, có đủ lý do khắc cốt ghi tâm để làm Vâng, em biết anh thầy hàng, thì đem nó vô ngôi nhà đi, bỏ vô ngôi nhà. Ngôi nhà là một vật chất thôi, nhớ phi vật chất hóa nó, phi vật chất hóa, đem trí tuệ bỏ vô nơi ở đó, đem tâm thái bỏ vô đó, nhân cách phẩm chất bỏ vô đó, cư trú vô đó, thì nơi đó không còn là một cái ngôi nhà bình thường nữa,
Nó là nơi trung tâm của sự chuyển hóa con người ở một vùng đó. Hình ảnh vậy đủ rõ không cha? Có ạ. Rõ hình hơn không? Dạ có ạ. Ừ, rõ hình thì đủ lớn, lý do đủ lớn nó giữ được hình ảnh, cố định được hình. Rồi cố định hình rồi thì chiến, cố định hình rồi thì làm. Nếu không làm giữ nguyên hình ảnh đó, qua thời gian nhân duyên cũng dẫn tới nữa, tại vì có nhân tốt rồi duyên lành sẽ tới. Ha. Dạ em biết thầy đã chỉ điểm ạ. Biết ơn cha. Vậy đó các anh chị. Anh chị đặt ý cua dòng trước đi. Có bối cảnh này thì thôi nói rồi thì nói luôn, các anh chị cua dòng trước đi. Thì còn lại bao nhiêu ngày còn lại đó, các anh chị sẽ học không thể hình dung được. À, biết ơn các anh chị. Xin mời chị Trang Thùy, Thùy Trang. Dạ em chào thầy, em biết ơn thầy đã gọi tên em và em và thầy nhớ đó em để gọi em. Dạ thầy, hôm nay em muốn chia sẻ hiện thực của em về hôm qua. Thầy đã dạy em về cái, thầy có chia sẻ về cái hình ảnh về tâm trí đó thầy. Thì thật ra em đã học trong cái lớp của mình đã 3 4 năm nay rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên em mạnh dạn chia sẻ và em có hiện thực để chia sẻ. Vì ngày hôm qua trước khi thầy dạy cái về hình ảnh về tâm trí á, thì sáng ngày hôm qua em lần mỗi mỗi lần anh ấy nói chuyện với em á là anh luôn luôn có những cái vấn nạn về tài chính, và anh luôn luôn cứ nhắc tới về vấn đề mình nợ ngân hàng của anh để anh mua, anh đầu tư về những căn nhà á thầy. Thì em cũng nói với ảnh là anh không nên nghĩ nó là nợ, tại vì ban đầu khi mà anh mua nó anh đâu nghĩ nó là nợ đâu, anh nghĩ anh sẽ đầu tư và để lấy lãi đúng không, thì bây giờ anh nên đổi nó là cái tài sản của anh đi thay vì nợ. Thì xong cái anh nói chung là anh cũng tiếp nhận, nhưng mà thật ra là anh cũng không có chưa chưa thực sự hiểu lắm. Thì xong cái hồi tối hôm qua thầy, xong mà cái khi mà anh nhắn cho em như vậy thì trên đường đi làm về á, em có đặt ra một câu hỏi cho bản thân em là vì sao mà cái nhân duyên của em với gặp anh này mà mỗi lần anh gặp em là đều về vấn nạn về tài chính, không biết là liệu vũ trụ đang đang gửi một cái tín hiệu gì đến cho mình đây nữa. Tức là Nó là nhiều lần trước ảnh cũng chia sẻ với em nhưng mà em không có đặt nghi vấn gì. anh đó là anh nào, Dạ cho xác nhận lại là anh nào, anh bạn hay là chồng hay là ai hay là làm sao chị Trang? sao thầy? Anh đó đó, cái người anh đó là người anh sao, mối quan hệ anh sao? Dạ anh là bạn em. À, Một người bạn. Dạ một người bạn. Dạ dạ. thì là tức nghĩa là anh bị nay rồi, nhưng mà tuy nhiên là cũng muốn em là toàn câu hỏi mà em cũng không có ngộ ra cái gì hết. Tới sáng nay em đang vừa nấu ăn thì em có nghe một cái bài chia sẻ của cái khóa trước của một cái chị học trong lớp á, thì chị có chia sẻ về cái hình ảnh mà người chồng của chị về bất như ý á, thì cô có nói rằng là thực ra chồng chị không có bất như ý gì, không không có vấn đề gì hết, mà là do cái hình ảnh của chị nghĩ ảnh là có vấn đề. Cái xong tự nhiên cái em liên kết ra cái vấn đề là bạn em thật ra nhiều khi nó cũng không hẳn là có vấn đề về tài chính, mà do em nghĩ nó có vấn đề về tài chính cho nên nó bị dính cái hình đó luôn. Cái xong khi mà cái bạn học viên nó bạn chia sẻ thì xong xong cô có nói nè, nếu mà chị muốn thay đổi hình ảnh về anh á thì chị phải càng học nhiều lên, học nhiều và chị thay đổi hình ảnh về anh. Thì xong lúc đó em lại liên kết ra là nếu mà cô nói như vậy thì em càng phải học, tập trung học nhiều hơn để cái công đức phước đức của em nó, tức là em ngộ ra nhiều hơn thì công đức phước đức của em nó nhiều hơn, thì em sẽ giúp bạn em chuyển hóa. Tức nghĩa là cái sự học hành của em nó là một cái sự trách nhiệm để bạn em chuyển hóa gì đó. Cái xong cái cách đây mấy ngày thì bạn em là nhân mạch của em là cái bạn Nguyệt Nguyệt Nguyễn hồi nãy mới vừa chia sẻ thầy,
thì bạn có chia sẻ với em là chuẩn bị học vào lớp mentor 6, nhưng mà thật ra là do em dạo này em đầu tư về kinh doanh của em á, cho nên tiền bạc của em nó có hơi bị hụt hụt một chút xíu, nên là em đang lăn tăn trong đầu là nếu mình học mentor 6 á, thì là mình sẽ chuẩn bị một số tiền như 10 triệu là như vậy. Thì em đang suy nghĩ là em sẽ sắp xếp làm sao cho nó phù hợp và đúng vào cái thời điểm tháng 7 là em vừa đủ đủ tiền để học. Thì sáng nay cái khi mà em nói chuyện với người bạn đó của em á, thì em cũng nói là cái em cũng kể là cái câu chuyện giống như nãy giờ em kể với mọi người nghe vậy đó, thì em cũng kể là mong muốn em muốn học mentor để em được chuyển hóa, để em chuyển hóa xong rồi em giúp cho mọi người, giống trước tiên là bạn em là cái anh đó đó sẽ được chuyển hóa theo luôn. Thì anh nói là em học đóng học phí bao nhiêu, thì em nói là dạ 10 triệu. Thì xong anh nói là anh sẽ chuyển tiền về cho em, anh không ở Việt Nam, anh đang nước ngoài, anh sẽ chuyển tiền về cho em và cái việc của em chỉ là học thôi. Nhưng mà em thì em rất là ngại, vì em thấy anh đang có vấn đề về về tài chính đó, thì mình cũng ngại nữa. Dạ sao ạ? Chị nói tiếp đi chị. Có một anh Dạ chị nào mà dạ thì xong cái em cũng thấy ngại, nhưng mà anh nói là cái việc của em học á, cái em chỉ việc đón nhận cái tiền của anh gửi về cho em, và em đừng có suy nghĩ gì hết. Thì giống như kiểu em đang nghĩ là giống như khi mình đang mong muốn một điều gì á, là vũ trụ luôn luôn hiệp lực giúp đỡ mình, mà ra cái người giúp đỡ em lại là cái người em mong muốn em chuyển hóa để em giúp đỡ bạn đó chuyển hóa. Thật ra là giống như một sự cộng cộng phước với nhau á thầy. Sau cái giống như hồi nãy thầy nói với bạn cha là khi mà mình học vì một người á thì nó rất khó để chuyển hóa, nhưng mà mong muốn của em từ ban đầu là em muốn em học xong để em chuyển hóa, để em giúp bạn đó chuyển hóa, rồi em giúp cả những người thân của em được chuyển hóa. Thì có thể cái vì mong muốn của em nó quá lớn, cho nên là bạn đó bạn nghe xong bạn bạn đồng ý bạn bạn chuyển tiền về cho em để đầu tư cái việc học cho em, giống như thầy Toàn đầu tư cho mấy anh chị học thạc sĩ học bổng sĩ nghĩa thầy. Thì em thấy rất là vui khi mà mình đổi được cái hình ảnh về 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 cái vấn đề của mình, muốn nhìn nhận mình đổi qua hình ảnh tốt, thì tự nhiên cái mọi thứ nó sẽ thay đổi theo cái hướng mình mong muốn á. Thì em có một niềm tin rất là lớn là em sẽ đậu được mentor 6 lần này, và em sẽ chuyển hóa để cho em giúp cho bạn của em. Giống như cái việc chuyển hóa của em là một cái trách nhiệm rất là lớn cho cái sự chuyển hóa của bạn em gì đó. Cho nên là em mong thầy với mọi người giữ được cái hình ảnh của em vào lớp và mentor 6 và chuyển hóa. Em cảm ơn thầy và mọi người. Thị Trang đúng không? Tên Thị Trang Dạ. hả? Dạ. Ừ, giữ hình. Giống như lại thầy nói mà em thấy rất là hay là nhất tâm thì sự chuyển hóa của bản thân thì rất thấp, rất chậm để thành công á, mà chuyển hóa thì người khác thì sẽ nhanh. Thì em hy vọng là lần này em học mentor là để em chuyển hóa cho tất cả những người thân gần em vậy đó, thì hy vọng là nó sẽ cộng phước và sẽ đi nhanh hơn. Và em nghĩ cái việc mà bạn nó đầu tư cho em học thì cũng giống như việc bạn đó cũng đang cộng được hưởng thêm một cái phước, đúng không thầy, hay sao thầy? Không biết nữa, không biết gửi Không biết. tiền, gửi tiền cọc học rồi ăn học, cái có khi ăn học nửa trường nghỉ thì cũng không có gì. Thì em hy vọng là em sẽ học đến cuối cùng để được chuyển hóa. Ừ, tốt. Dạ. Dạ, mà tiền đó Giống như là tiền là cọc, tiền mentor dạ á, sao đâu thầy? Bảo không biết được nữa, mai Dạ phải sao tiếp thầy? Thầy nói. Dạ thầy. mentor Dạ học sao là ạ? học À? phí, mentor đó là tiền, đó là tiền cọc, học xong Dạ. hết cuối trả lại tiền cọc, còn Dạ ai muốn em biết định là như vậy, nhưng mà tâm niệm của em là em sẽ mong muốn giữ lại số tiền đó, giống như là cái thật ra là giống như là để em nhận được cái tri thức, không phải thật ra không phải là sự trao đổi, nhưng mà em biết là để em học một cái mentor mà 6 7 tháng như vậy á, thì rất nhiều người phía sau phải hiệp lực lại. Thì em nghĩ cái đó là một phần để con em hỗ bảo trợ. rất Em biết là nó 10 triệu thì cũng không có nhiều gì, nhưng mà em nghĩ là cái trách nhiệm của em cần phải có trách nhiệm với quốc đó vậy, cho nên em cũng không nghĩ là em sẽ lấy lại cái 10 triệu đó. dạ thì chị Dạ. biết ơn, còn Quýt thì trách nhiệm của Quýt là như vậy, nguyên tắc là hoàn tiền cọc lại cho những mentor giỏi, Dạ ai em muốn biết là khi mà mình học xong là được được trả lại tiền, nhưng mà cái đó là một điều rất là tốt, giống như có cũng rất là hay, nhưng mà tại vì em thấy cái giá trị mình nhận nhiều hơn cái số tiền á, cho nên là tạm thời em không nghĩ gì hết. Chỉ mong sao mình ráng học để không luôn luôn đứng trong hàng ngũ để học, để không có
bị lung lay. Rồi, chúc mừng chị ha. Thay đổi được hình ảnh về Dạ người thì tốt quá dạ rồi. dạ biết ơn thầy. Thay Em đổi học liền. em... Dạ sao thầy? Thay đổi hình ảnh thì thay đổi kết quả bên ngoài liền. Dạ đúng Đúng á không? thầy, tức nghĩa là em học trong lớp này cũng đã 3 4 năm rồi mà em cứ liên tục nghe nghe thầy cô nói là thay đổi hình ảnh là thay đổi kết quả, mà em thực sự em chưa có hiểu, tức là em thực Học sự em ba chưa có chuyển hóa gì đến. học Dạ 3 4 năm chị học từ lúc nào vậy? em học được khóa 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 10 á thầy. Khóa 10 thì chắc khoảng năm 2021, hay lộn, năm 2022 chắc Dạ dạ cỡ đó. chắc cỡ đó thầy. Mà em toàn lén lén vô nghe ghi âm, chứ nghe em không nghe mấy thầy với mấy bạn chia sẻ, chưa bao giờ em chia sẻ, lần đầu tiên em chia sẻ luôn đó thầy. Em chia sẻ vì em muốn lan tỏa cái năng lượng của cái câu chuyện của người bạn của em Biết ơn chị đã đồng hành từ khóa 10 tới bây dạ giờ. Ok. dạ bền bỉ thầy hả? Dạ em chào Bình. thầy và em dạ nhường cho bạn sau chia sẻ ạ. Cảm ơn thầy. Dạ. Dạ em này. Biết ơn sự tin tưởng của chị. Dạ. Xin mời anh Trung. Anh Trung Nguyễn. Dạ biết ơn thầy Nhật Anh, biết ơn cả lớp mình ạ. Em xin giới thiệu em là Nguyễn Thành Trung ở An Giang, hôm nay sinh năm 1975, năm nay 20 tuổi ạ. Ai cũng 20 tuổi. Em có một cái nghi vấn muốn xin hỏi thầy, nhờ thầy giải đáp dùm cho em. Là em học ở trong đây, em thấy cái lộ trình nâng tầng nhận thức nội tâm của mình thầy, cái kiến thức nó hay quá mà em muốn chia sẻ cho những người thân quen của em á, mà họ không có mong muốn, mà không có mong muốn, rồi mình làm cách nào giữ hình để cho họ mà để chuyển hóa như mình được không thầy? Tất nhiên Được là chứ. không có nhu cầu mong muốn của mình thì mình muốn mong muốn họ chuyển hóa, không mong muốn họ biết cái kiến thức này thầy. Nhờ thầy trợ giúp thêm với cho em. Có người bạn nào của anh mà nói anh dạo này lạ quá? Dạ thì cũng có một số người nói, nhưng mà những cái người mà thân thân mình muốn cho họ chuyện quá, tại vì thấy kiến thức này, nhưng mà họ thì em thấy là hầu như họ chưa có mong muốn. Thì có cái cách nào để mình giữ hình cho họ thay đổi, họ biết được cái kiến thức này, nhờ thầy giúp đỡ đi. Đầu tiên á là mình chỉ có tin tưởng vào sự chuyển hóa của họ, để mà cho nội tâm anh đơn giản nhất á, đó là mình không kỳ vọng vào sự chuyển hóa của con người, chỉ tin tưởng vào sự chuyển hóa của con người, chỉ tin tưởng vào sự chuyển hóa của con người chứ không kỳ vọng vào sự chuyển hóa của con người, thì Dạ anh sẽ chỉ tin tưởng chứ không kỳ vọng, hay là nếu mình kỳ kỳ vọng. vọng nữa thì nó dính vào ngược cái nguyên lý ánh sáng. Dạ Kỳ vọng là bị dính mắc, dạ nhưng mà mình muốn nhưng mà lại không muốn. dạ tất nhiên vậy là mình muốn giữ cái hình cho họ thay đổi sau này là họ tốt lên thôi, chứ còn mình không có kỳ vọng mong muốn họ phải thay đổi. Tại vì tới một ngày nào đó mình không nói thì có một người khác nói cho họ, họ cũng chuyển hóa à. Không ai nói, ở giai đoạn đó họ đủ phước báo họ cũng tự thay đổi. Em có những Tại người bạn, có những người bạn của em 5 năm, em nói thì họ lúc đầu em hồi xưa học lớp thấu hiểu nội tâm là lúc trước đây là tên khác, lớp offline, lớp giá trị cá nhân, thì ngoài những người bạn hồi đó của em đi học, họ không học. Em biết vậy thôi. Em cũng không, em quan tâm đến họ nhưng lại không quan tâm đến họ. Có nghĩa là không có dính mắc, người ta không thay đổi thì thôi, từ từ họ đổi. Tại vì con người mà trước sau gì cũng thay đổi. Thì em mới làm gì? Em mới tiếp tục thôi. Lo mặt của mình, tự mình thay đổi chuyển hóa tốt lên. Tại vì sự thay đổi của mình tốt lên thì phản ánh được hiện thực của quá khứ của mình và hiện tại của mình khác nhau. Theo chiều hướng tốt lên mà có lợi cho họ thì họ sẽ nghe. Nên là ảnh hưởng, em không có cố gắng ảnh hưởng người khác.
mà chỉ có thay đổi làm hoàn thiện mình tốt lên mỗi ngày, ăn ở cho đàng hoàng, cho tốt lên tí, lại giá trị, mang lại lợi ích cho những người xung quanh, thì tới một ngày có những người bạn họ thấy mình thay đổi thì họ hỏi, thì lúc đó họ muốn thì mình nói, chưa muốn thì mình vẫn nói, nhưng mình không có kỳ vọng họ thay đổi, mình vẫn nói tại vì những điều này tốt, tại chứ không phải người ta không, ta không muốn thì mình im luôn thì mất cơ hội, uổng quá, thương họ tội nghiệp, cũng không có thương hại gì, nhưng mà uổng, tại vì những tri thức cao nhân truyền lại quý quá, nên là mình trân trọng, nên mình nói thôi, mình nói là bởi vì mình trân trọng họ và mình trân trọng tri thức mình á. Tâm niệm, cái tâm thái của em á là đem cái mình quý tặng cho người mình quý, em rất là quý tri thức nên đem những tri thức quý mình đang có đem, mà em cũng quý những người bạn nữa, những con người xung quanh, trân trọng họ lắm, vậy thì đem cái mình quý tặng cho người mình quý. À, tâm niệm đơn giản vậy đó, đem cái mình quý tặng cho người mình quý, họ chưa nhận thì mốt họ nhận, đem cái mình quý tặng cho người mình quý, thì có những người bạn em 5 năm sau, 5 năm sau gặp lại họ, uống cà phê nói chuyện, cái nói dạo này hỏi cuộc sống làm sao, thì họ kể ra cuộc sống, nói vậy thôi, có lớp học này nè, học là thay đổi được đó, tôi nghĩ là những anh nghĩ là có thể giúp được bạn, định là có thể giúp được bạn, bạn nghe đi. À, cái mời họ tới lớp học, họ nghe, thì hồi xưa họ nghe họ không hiểu, nhưng bây giờ họ nghe họ rất thấu hiểu, tại vì qua thời gian trải nghiệm, con người có đủ trải nghiệm họ thấu hiểu lắm, cảm ngộ được và từ đó chuyển hóa luôn. Nghe thí dụ bây giờ mình giữ cái hình họ lúc trước đó, thì mình mong mình không có học chưa học ở đây đó, thì mình mong họ thay đổi, nhưng mà bây giờ mình vẫn giữ cái hình cho họ thay đổi được thế này, mình không có mong cầu họ thay đổi là mình không có bị dính vô thôi, nhưng mà mình có ngày mình mong hoài cũng như mình có đặt ý, tại vì là mình có hình ảnh trong tâm trí thì chắc một ngày họ cũng phải thay đổi. Mình có hình, tại vì Dạ mình mình tin có người đã là là con người thì cỡ nào cũng phải biết về nhân sinh, à họ dạ đã là con người là nhân sinh thì nhất định cần phải biết về nhân sinh, thì tới một ngày mình không nói thì cũng có người khác nói, nếu dạ anh nói, có bạn bạn của người bạn của người bạn của người bạn nói cho họ nghe, tới lúc đó thì mình tin tưởng vào sự chuyển hóa đó đó, chứ đừng dạ đừng kỳ vọng họ chuyển hóa. dạ biết ơn thầy nhiều. Mối quan hệ con người, từ mối quan hệ gia đình cho tới mối quan hệ trong nhân sự, trong kinh doanh làm việc, thì chỉ có tin tưởng vào sự chuyển hóa của con người chứ không kỳ vọng vào sự chuyển hóa của con người thì mình sẽ không vướng mắc. Anh thấy nhiều lắm dạ lần nữa biết ơn cả nhà mình đang Dạ, biết nghe ơn anh. dạ. Dạ. Tin họ chuyển hóa thôi, không không cần rõ hình họ chuyển hóa gì hết á, tại đâu có hình đâu rõ. Nhưng chỉ có một niềm tin, đó là con người trước sau gì họ cũng chuyển hóa theo chiều hướng tốt. Nếu các anh chị có thể được cái trạng thái muốn mà không muốn, muốn những người tốt cho những người thân của mình chứ, nhưng lại không muốn, có nghĩa là họ thay đổi được thì tốt, chưa được thì từ từ, nhưng trước sau gì họ cũng thay đổi, nhưng mình mong muốn những điều tốt đẹp đó với họ, nhưng không dính mắc, tại vì mình có việc khác cần phải làm, họ chưa nhận, mình đem giá trị trao tiếp cho con người, những người khác thì con người nhiều người nhận được, thì những người đó trong mối quan hệ đó, họ cứ một ngày có nhân duyên họ quay lại họ nói cho những người kế bên mình nghe, thì những người gần mình cũng ngộ ra thôi, nhưng họ không ngộ, không có vấn đề, vậy thôi. Nếu dựa theo cội nguồn cuộc sống đến từ mình thì sự chuyển hóa đây thì đến từ mình hay đến từ họ? Sự chuyển hóa mình thấy họ chưa chuyển hóa, có nghĩa là mình á, mình quay lại chuyển hóa mình, mà thời gian họ chuyển hóa à?
Còn mình thấy người ta có vấn đề mà mình ép họ học để thay đổi thì người ta rất ghét và người ta mãi mãi sẽ không học. Tại vì mình đã dính cái hình người ta có vấn đề, người ta không chuyển hóa rồi. Nên mình tháo luôn, không dính hình gì luôn, họ không có gì cần phải có vấn đề gì hết đó. Họ chỉ họ đã tốt, học để họ tốt hơn. Còn họ chưa học thì thôi. Từ từ học thì cũng chuyển hóa, cũng theo chiều hướng tốt lên thôi. Nên không mưu cầu sự thay đổi của con người nữa, mà tin tưởng vào sự chuyển hóa của con người. Chắc nhờ Nhật Anh mời một anh chị nữa chia sẻ nha, một người nữa đi. Mời mời ai ta? Mời chị Duyên Huỳnh đi ha. Qua đây chị chưa chia sẻ, mời chị ạ. Dạ, em xin chào thầy, em xin chào cả nhà. Biết ơn thầy đã gọi tên em. Và em cũng biết ơn đại nhân vật của em là chị Nguyễn Thị Hạnh Hoa đang theo học lớp Mentor 5. Và em xin chia sẻ cái bài học tâm đắc bộ ra của em. Đây là một cái hiện thực là hồi trước khi em vào học lớp khóa thấu hiểu nội tâm ngày hôm nay á, thì em có học một buổi offline khóa K28 và em cũng có học cái lớp offline của nâng tầm tự nhận thức tư duy của cô Quý Minh đó thầy. Thì sau khi mà và cái mà hôm qua được học lại cái kiến thức của thầy trao á, là về cái nguyên lý hình ảnh tâm trí á, thì em cũng xin chia sẻ một hiện thực là về cái kết quả hiện thực của em là hồi trước cách đây 2 tháng là em có cái ý định là bán nhà, bán căn hộ ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Và thầy cũng biết là muốn mà bán nhà thì nó không phải là một cái vấn đề đơn giản về bất động sản, nó không phải đơn giản là như mình muốn bán vàng hay là mình muốn bán cái một vật gì đó là mình có thể bán được liền. Nhưng mà sau khi học về cái niềm tin bên trong và ý thức mong muốn bên ngoài á, thì em có cái niềm tin là em sẽ bán được nhà và em sẽ bán trong vòng 1 đến 2 tháng tới, vì em chỉ có deadline là bán trong vòng 2 tháng thôi và phải bán vào hoàn thành trước đó để mà em đưa vốn cho chị của em. Thì chị bảo em là phải ít nhất là 2 tháng là phải hoàn thành. Thì khi em có cái niềm tin là em sẽ làm được thì cái ý thức mong muốn bên ngoài của em là em huân tập về hình ảnh tâm trí và tìm cách thức để bán nhà, và em chỉ rao bán trong vòng có 2 tuần thôi thì tất cả mọi mọi khách hàng đó thầy là đến xem nhà rất là nhiều. Và cái ngày mà em để em chốt mà em bán đó, thì có một khách hàng ở bên bên Anh đó, về để đặt cọc mua căn nhà của em. Và trong ngày hôm đó cũng có một khách khác cũng muốn tới đặt cọc, nhưng mà do là chưa hữu duyên với cái chị ở bên nước ngoài á, bên bên Anh á, thì không có hoàn thành cái hợp đồng mua bán mà em lại bán cho một cái người khác ở cùng cái chung cư của mình luôn. Thì qua ngày hôm sau là cùng ra đặt cọc công chứng và em bán được căn nhà. Thì nó là một cái hiện thực mà em rất là bất ngờ sau cái khóa học của cô về của cô Minh về vấn đề mà cái kết quả của hiện thực niềm tin bên trong và ý thức mình mong muốn bên ngoài. Em xin chia sẻ với cả nhà điều đó là em thật sự rất là bất ngờ. Và sau khi mà em học về quýt á, em học về thấu hiểu nội tâm á, thì em có một cái chia sẻ nữa là em có một cái sự chuyển hóa khác đi, và em cũng cảm nhận điều đó và người thân xung quanh em cũng cảm nhận được luôn á thầy. Có nghĩa là như như em học là bảo thầy bảo là thân giáo nghĩa là khi mà hồi em mới học đó, thì gia đình cũng hay có những cái điện từ âm gọi là ý kiến phản đối, nhưng mà sau khi thấy sự quyết tâm của em á, học đó, thì sau này là mọi người là cảm nhận sự chuyển hóa của em, rồi chồng em cũng cảm nhận được, mẹ chồng cũng cảm nhận được và cùng hỗ trợ cho em để em có thời gian để em ngồi học và sau đó là mọi thứ nó đều diễn ra với em rất là suôn sẻ và gia đình hòa hợp hạnh phúc hơn rất là nhiều.
Em xin biết ơn cái tri thức của tổ chức quýt đã trao tặng đến em và giúp cho em và gia đình em được chuyển hóa rất là nhiều. Hồi trước là có một mình em học thôi, nhưng mà bây giờ là mỗi ngày em đến công ty em làm, em đi từ Củ Chi em đến xuống đến quận 1 đó thầy, là mất 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ ngồi xe. Thế là em mở lên em cùng học, thế là em mở lên cho chồng em cùng nghe học, và học chồng em hưởng được cái năng lượng đó và nghe từ từ từ, và bây giờ là chồng em nghiện học còn hơn em luôn. Là sáng nào chồng em cũng bảo là vợ ơi, mở cái buổi clip và của Thấu Hiểu Nội Tâm của thầy lên nghe, và buổi nào chồng em nhớ rất là rõ. Là hiện tại là chồng em học được được tới buổi 13 rồi thầy, và chồng rất là thích. Em cũng hy vọng là, và em đặt ý là em sẽ được vào học mentor 6 cho khóa tiếp theo thầy. Em xin cảm ơn thầy và cảm ơn cả nhà đã chứa đựng và lắng nghe em chia sẻ. Chúc mừng gia đình chị. Dạ, em cảm ơn Và thầy. biết ơn gia đình chị. Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ. Thì trong cái lúc học đó thì chị Nguyễn Thị Hạnh Hoa thầy, là chị học viết về là chị cho cả team học luôn, và mỗi một tuần là chị cho cả lớp cả team của em á là học 2 clip, và sau khi học 2 clip xong là ngồi họp lại phát biểu bài tâm đắc ngộ ra với mọi người, và làm bài tâm đắc độ ngộ ra ở trên cái quiz luôn á thầy, cái phần mềm của quiz luôn á, cái đường link á thầy, thì mọi người cũng cùng học. Dạ, ban đầu là học về thấu hiểu tài chính của cô Hoàng Anh, sau đó là học lớp tư duy, rồi tiếp đến là thấu hiểu nội tâm. Đó là chị Nguyễn Hình Hoa là cũng là sếp của em, sếp trực tiếp của em, cho nên là chị trao cái tri thức đó cho cả đồng đội cả nhóm. Thì công ty của em thì tình cờ sau khi học quýt á, thì em thấy là làm như có cái nguồn năng lượng, có lực hấp dẫn á thầy, thì ra ngoài xã hội, ra ngoài cộng đồng thì em cảm nhận được là mọi người sử dụng cái ngôn ngữ quýt nhiều hơn á thầy. Khi mà mọi người chỉ cần nói ra một cái câu từ nào đó là mình biết là người này có học quýt nè, là cũng là học viên của quýt nè, rồi mọi người á, khi mà kết nối với nhau á, lại cảm chức một cái cộng đồng trong công ty của mình, về 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 học học viết để cùng học và cùng chia sẻ và cùng làm bài tâm đắc ngộ ra vậy thôi, để giữ cái năng lượng tụ chúng. Dạ. 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 Em cảm ơn thầy. Dạ. Dạ Cảm ơn là nhà đã lắng nghe em. Dạ. Nói chung là bây giờ là em làm gì em cũng nghe quýt hết trơn á. Nhiều khi em đi chạy bộ, em thể dục, hay là em nấu ăn hay là gì em cũng nghe quýt hết. Nó tri thức rất là tuyệt quý luôn á thầy. Cảm thấy chuyển hóa rất là rõ. bữa nào làm bánh quýt ăn. Làm muốn biết hả thầy? Bánh quýt là món bánh gì thầy? Em chưa được biết ạ. Chị làm đồ ăn á, chị làm đồ ăn, chị mở lên chị nghe thì nó mang năng lượng theo. Ủa chị 23 kg luôn kìa, À sách tay 10 kg, dạ cái cỡ 23. dạ Hẹn dạ chị, biết ơn chị. dạ em cảm ơn thầy, em biết ơn thầy đã gọi tên em, biết ơn cả nhà. Dạ, em Anh xin xin tắt phép, mic ạ. xin phép dạ các anh chị giơ tay. dạ Mình chia sẻ hôm sau hẹn cả nhà. Biết ơn các anh chị. Nhưng anh mời các anh chị nghe thưởng thức âm nhạc. Dạ. Chúng ta quay lại hẹn các anh chị. Dạ. Rất là biết ơn các anh chị. Chúng ta đã đồng hành với nhau. Hôm nay là buổi thứ năm. Rất là biết ơn cả nhà đã hiện diện trong những buổi vừa qua và trong buổi hôm nay ạ. À.
Có người anh chị hỏi là uống tại sao 49 độ á, uống nước á. Hôm nào có bối cảnh nói sao ha. Tại vì uống nhiệt độ đó thì đúng con số đó, các cao nhân họ chỉ điểm như vậy đó, thì đảm bảo được cái thanh quản. À, ngày hôm qua chúng ta đã tìm hiểu về cội nguồn cuộc sống của chúng ta, cội nguồn cuộc sống của con người theo góc nhìn của khoa học. Đó là theo khoa học thì nhân sâu trong con người của chúng ta là gì ạ các anh chị? Ngày hôm qua chúng ta tìm hiểu công thức cội nguồn cuộc sống. Vậy thì nhân sâu trong con người của chúng ta, kết quả cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu theo góc nhìn của khoa học ạ? Bắt nguồn từ đâu ạ? Theo khoa học thì nhân sâu trong con người của chúng ta bắt nguồn từ những hình ảnh trong tâm trí của mình. Bắt nguồn từ hình ảnh, biết là bắt nguồn từ chính mình, nhưng nó bắt nguồn từ hình ảnh của mình. Đó là theo góc nhìn của khoa học. Dạ, biết ơn các anh chị đã phối hợp, có những tin nhắn lên trên khung chat. Vậy thì theo góc nhìn khoa học thì nhân của con người mình bắt nguồn từ hình ảnh. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nhân trong con người theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về nhân trong con người của mình, có nghĩa là kết quả cuộc sống của mình bắt nguồn từ đâu theo góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu hen các anh chị. Khoa học là xong rồi đó, đó là hình ảnh tâm trí. Còn hôm nay thì chúng ta mượn góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng để chúng ta tìm về cội nguồn cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu. Đây là một học phần đặc biệt quan trọng đối với bản thân của từng người và đối với tương lai của chúng ta, các anh chị. Học phần này một số cái rất đặc biệt nên là một số anh chị, nếu như các anh chị nghe, nếu có cảm thấy là có một số chỗ mình cũng chưa hiểu lắm, chưa không biết, bởi vì nó sẽ chạm vô vòng tri thức là không biết. Vậy thì nếu như anh chị nào có, nếu cảm nhận là chưa chưa có hiểu liền, các anh chị cứ từ tốn hay cả nhà cứ từ tốn, Nhật Anh sẽ xin phép được đồng hành và hỗ trợ cho các anh chị cùng nhau chúng ta thấu hiểu nó. Tri thức này là một tri thức cực dương, có khả năng giúp con người chúng ta thay đổi được toàn diện cuộc đời của mình. Đầu tiên, một khái niệm đầu tiên Nhật Anh mong muốn được giao lưu với cả nhà, đó là có một chữ nó gọi là chân thật. Chân thật. Đây là một khái niệm tên là chân thật. Vậy thì theo theo suy nghĩ của cả nhà, theo suy nghĩ của các anh chị, chúng ta nghĩ như thế nào được gọi là chân thật ạ? Theo các anh chị, như thế nào được gọi là chân thật? Như thế nào? Chân thật là sao? Tất nhiên thì chân thật không phải là chân giả rồi. Nhưng mà vậy thì chân thật là sao? Chân thật là sao? Chân thật là gì ạ?
Dạ. Chân thật có phải là thật thà không? Dạ không. Chân thật là chân thật, còn thật thà là thật thà. Khác nhau. Đâu đó khái niệm ở bên ngoài xã hội khi nghe đến chân thật, chúng ta có một số cái hiểu về chữ chân thật này theo hướng là chân thành nè, chân thật nè, không nói dối nè. Ví dụ như vậy, nhưng anh thấy một số anh chị có gửi tin nhắn lên thành tâm nè, thì rất biết ơn các anh chị đã phối hợp. Chân thật á thì các cao nhân, các thiện tri thức họ chỉ điểm cho chúng ta các anh chị. Chân thật có nghĩa là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Chân thật không phải là thật lòng hay là chân thành, mà chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Chân thật, các anh chị có thể ghi lại giúp Nhật Anh. Chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Đó là định nghĩa những vị thiện tri thức họ đã chỉ điểm cho chúng ta. Chân thật là những gì không thay đổi qua không gian và thời gian. Vậy thì cái gì không thay đổi qua không gian với thời gian ta? Theo cả nhà, cái gì không thay đổi qua không gian và thời gian? Có cái gì không thay đổi qua không gian và thời gian không? Cái nhà có đổi qua không gian và thời gian không ạ? Ngôi nhà thay đổi qua không gian với thời gian nên ngôi nhà không chân thật. Ngôi nhà có thật thôi, nó có hiện tại hiện diện vậy thôi, nhưng nó không chân thật bởi vì nó không thay đổi qua không gian và thời gian. Nó thay đổi qua không gian và thời gian. Vậy thì cái xe có đổi không ạ? Có, cái xe cũng đổi qua không gian, thời gian. Thay đổi qua thời gian thì xe nó đã thay đổi đi. Vật chất xung quanh đây đều thay đổi hết. Vậy thì người của mình, thân con người chúng ta có thay đổi không ạ? Có thay đổi. Nên thân con người cũng không chân thật. Thân con người cũng không chân thật. Vậy thì tâm của mình có đổi không? Tâm của chúng ta có đổi không? Theo các anh chị, tâm có thay đổi, tại vì á, tâm nghĩa là tim, tâm nghĩa là tim, vậy thì tim cũng thay đổi nên cũng không chân thật. Tình yêu thì sao? Tình yêu có thay đổi không? Tình yêu cũng thay đổi nên tình yêu cũng không chân thật. Như vậy thì cái gì ta, cái gì không không thay đổi qua không gian thời gian ta? Cái gì không thay đổi ta? Có cái không thay đổi qua không gian với thời gian, nhưng nó đã bị giấu đi lâu lắm rồi, nó đã bị ẩn lâu sâu lắm rồi. Có một câu chuyện kể lại, truyền thuyết kể lại như vậy. Đó là ngày xưa các anh chị, ngày xưa thì loài người với lại loài yêu tinh, loài yêu á sống chung với nhau, thì quá trình sống và thời gian thì có tranh đấu, nên là thua thì sẽ không được ở đây nữa, đòi nào thắng thì mới được ở đây. Thì cuối cùng quá trình đấu nhau chiến tranh thì loài người thắng, loài yêu thất bại, nên là phải rời đi, không được sống chung nữa và không có cùng tồn tại hiện diện ở đây được nữa. Thì trước khi tan biến đi, trước khi rời đi chỗ khác, thì những con yêu tinh nó mới họp bàn họp lại với nhau.
tìm cách trả thù loài người, tìm cách trả thù loài người, thì suy nghĩ coi làm sao để trả thù, thì cuối cùng tính ra có được một cách, đó là tụi nó nói á, những con yêu tinh nói á, là con người có một cái rất quý, hãy đem giấu cái đó đi, có một cái tuyệt quý đem giấu nó đi, cái tuyệt quý đó chỉ cần con người bám trụ vào thì họ sẽ văn minh, họ sẽ trí tuệ, họ khai mở, họ khôn ngoan, họ nội tâm được an vui ổn định, trí tuệ thì mở ra và sự thịnh vượng viên mãn đủ đầy, thì tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ có nếu như con người họ bám trụ vô cái quý đó. Vậy thì bây giờ đem giấu nó đi, đem giấu nó đi thì sẽ tới một ngày con người không không còn nó nữa, không tìm được nó nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ trỗi dậy xâm chiếm lại. Nên là những con yêu tinh đã bàn kế hoạch, bàn kế hoạch làm sao để giấu đi mất, để con người giấu đi rồi con người không tìm được thì họ không thể hạnh phúc được, nên là tìm cách đem giấu cái quý nhất của con người đi. Thì nó mới bàn tính, mới có một con yêu tinh nó nói thôi vậy thì đem giấu trên núi cao đi, đem lên núi cao giấu đi. Những con khác không chịu, con yêu tinh khác không chịu, nói là con người sẽ tới một ngày văn minh thì ở độ cao nào họ cũng thể, nó cũng có thể trèo tới đó, nên không có giấu trên cao được, vậy thôi đem giấu xuống biển đi, đem giấu xuống biển sâu đi, thì cũng không khai không chịu, những con khác không chịu, tại vì sâu cỡ nào con người cũng sẽ tìm được tới đó, thì không biết giấu ở đâu nữa. Cuối cùng có một con yêu trưởng nó mới nói có một chỗ giấu mà con người sẽ không bao giờ ngờ được, đó là đem đẹp cái quý đó đó đem giấu sâu thẳm trong con người, từng bên trong từng con người đem nhét vô sâu thẳm bên trong của họ, thì con người sẽ có khuynh hướng đó là sẽ đi tìm kiếm ở ngoài mà không có quay lại bên trong, thì đem giấu đi mất. Con người có một cái tuyệt quý không thay đổi qua không gian với thời gian, thì những con yêu đó đã đem giấu đó và nhét sâu trong từng người, và kể từ ngày đó thì con người mưu cầu sự hạnh phúc, họ không còn đi tìm lại ở bên trong, không nhận lại ở bên trong được nữa, họ không biết nó ở đâu, và có khuynh hướng đó là bám trụ vào đi tìm kiếm một cái gì đó ở bên ngoài để kỳ vọng có được sự hạnh phúc, đi tìm kiếm cái gì ở ngoài để kỳ vọng có được sự an vui và sự giàu có, và đi tìm khắp nơi hết, khuynh hướng nội tâm là sẽ đi ra ngoài tìm và xa rời, càng ngày càng xa rời đi sự an vui hạnh phúc do đã không còn nhận được cái quý đó nữa. Và nó giấu tới mức mà chúng ta còn không thể, nhiều ngàn năm trôi qua rất nhiều người đã đi tìm kiếm nhưng quên nó luôn, không còn nhớ được định nghĩa của nó mà không biết được nó là gì nữa. Thì các vị thiện tri thức qua thời gian họ tìm được và họ chỉ cho chúng ta, các anh chị, đó là cái không thay đổi qua không gian và thời gian đó, gọi là sự chân thật đó đang được, đó là cái quý nhất của con người mình đang được giấu sâu thẳm trong con người của chúng ta, và con người đã không còn nhận được nữa, cho đến khi có người vị thiện tri thức khoảng mấy ngàn năm trước nhận được và truyền lại, thì tới thời bây giờ chúng ta may mắn là chúng ta có được thông tin của nó. Thì cái đó đó, nó cái quý nhất đó chính là sự chân thật của chúng ta, các anh chị, không thay đổi qua không gian với thời gian, và trong con người mình có một thứ không thay đổi qua không gian với thời gian, có một cái, có một điều, một cái gọi là chân thật không thay đổi qua không gian với thời gian. Nếu như chúng ta nhận lại được sự chân thật, nếu chúng ta nhận được điều tuyệt quý đó thì sẽ sự hạnh phúc sẽ ngay tức khắc sanh hóa, có liền, chúng ta có hạnh phúc liền, nhận lại chân thật là có hạnh phúc liền, và nhận lại sự chân thật thì sự an vui nội tâm, nội tâm của người đó sẽ an vui, sẽ viên mãn đủ đầy, viên mãn có nghĩa là tròn đầy, đủ đầy trọn vẹn và không thiếu gì nữa hết, trí tuệ
luôn luôn đủ đầy. Và chúng ta cùng nhau tìm về, nhận về sự chân thật của mình. Các anh chị có mong muốn điều đó không ạ? À? Nhận lại một điều mà đã thất lạc qua rất nhiều năm tháng, vốn dĩ đang nằm trong chính con người mình, nhưng mình đã không còn nhận thức được nó, đã bị che đi mất tiêu rồi. Những con yêu tinh nó làm gì không biết, nhưng nó lấp mất, phốt mất tiêu. Trong khi chỉ cần nhận lại thì tức khắc có được sự hạnh phúc, ngay tức khắc có an vui, ngay tức khắc trí tuệ khai mở, ngay tức khắc tất cả những điều viên mãn và đủ đầy, ngay tức khắc có liền. Thì sự chân thật đó, cái chân thật đó đang nằm bên trong của chúng ta. Và đó cũng là lý do mà cũng là trọng điểm của học phần này, chúng ta tìm hiểu về một hệ quy chiếu có tên là cấu trúc con người. Bởi vì nó đang nằm trong con người mình, nên mình cần hiểu về cấu trúc con người của mình để chúng ta nhận lại cái gì gọi là chân thật, và hiểu về cấu trúc con người mình vận hành kiểu sao, để từ đó chúng ta làm chủ lại cuộc đời của mình. Một khi nhận lại sự chân thật, con người sẽ bắt đầu bước vào con đường làm chủ lại cuộc đời mình. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hen các anh chị. Chúng ta cùng nhau bắt đầu ạ. À. Cùng nhau tìm hiểu. Sự chân thật, các anh chị có thể ghi thêm một câu chúc Nhật Anh. Đó là nãy có hỏi cả nhà, Nhật Anh có hỏi cả nhà như thế nào là sự chân thật. Thì nói thật ra, hỏi vậy thôi, các anh chị ghi vào một câu. Đó là chân thật không do suy nghĩ mà ra. Các anh chị, sự chân thật không do suy nghĩ mà ra, mà đã suy nghĩ thì không còn chân thật nữa. Và sự chân thật thì không do suy nghĩ mà ra. Không do suy nghĩ mà ra, chỉ có biết thôi, đừng suy nghĩ. Nên học phần này các anh chị học đầu óc đơn giản nhất có thể, các anh chị đầu tiên giúp đỡ Nhật Anh, đó là các anh chị nghe biết như vậy. Bớt suy nghĩ, không không suy nghĩ nhiều, các anh chị sẽ đơn giản nhận lại. Tại vì vốn dĩ nó đang nằm trong người mình rồi. Và đã là con người thì xứng đáng nhận lại sự chân thật của chính mình. Và xứng đáng thấu hiểu về chính mình. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu hen các anh chị. Chúng ta cùng nhau bắt đầu ạ. À. Các anh chị cùng với Nhật Anh chúng ta vẽ trước nha cả nhà. Chúng ta vẽ trước. Các anh chị cùng vẽ với Nhật Anh ha. Rồi Nhật Anh sẽ lý giải cho các anh chị. Chúng ta cùng nhau chúng ta vẽ nó. Đây. Ở giữa các anh chị ghi một chữ, đó gọi là ý. Ở giữa các anh chị ghi chữ ý. Nghe, có chữ nghe, các anh chị ghi nghe. Thấy. Nói. Biết. Ở giữa tờ giấy các anh chị ghi chữ ý, sau đó ghi xoay quanh nó, ở trên ghi nghe, ở trên đó trên chữ ý ghi chữ nghe, ở bên phải ghi chữ thấy, bên dưới ghi chữ nói, và còn lại bên trái ghi chữ biết. Ý, nghe, thấy, nói, biết. Ý, nghe, thấy, nói, biết. Sau đó các anh chị bọc vòng lẻ một cái vòng tròn á, bọc bao bọc nó lại. Ý, nghe, thấy, nói, biết. Có một vòng tròn bao quanh nó. Rồi. Ở bên dưới các anh chị ghi điện từ quang. Điện từ quang.
ý nghe thấy nói biết, bao bọc bởi điện từ quang. Được không ạ? Tiếp tục hai cả nhà. Ở bên ngoài nè, chúng ta ghi thọ. Ở bên trên đó, các anh chị ghi thọ, tưởng, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Các anh chị cứ vẽ, cứ ghi vào ha. Nhưng anh sẽ lý giải sau cho các anh chị. Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Rồi sau đó các anh chị chấm chấm vậy nè, chấm 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 chấm, nối nó lại. Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ, tưởng, hành, thức. Một vòng tiếp theo ở ngoài nữa. Cái mình ghi nè, tài, thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thùy, chỉnh. Các anh chị nói camera vào giữa giấy hả? Cả nhà thấy rõ không à cả nhà? Hình như nó đang nằm giữa mà, đúng không? Đang nằm giữa đúng không? Dạ. Đang nằm giữa đó ạ. À. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Rồi, cũng nói nó lại luôn, chấm 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 nói nó lại. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Đó, thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy. Được hen cả nhà. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Vòng ở ngoài, vòng thứ ba tiếp theo mình ghi tham. Tham nè, sân, si. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác và kiến. Tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Rồi mình cũng chấm chấm đó, mình nối nó vào. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Tiếp theo các anh chị nếu có dùng bút màu á, các anh chị vẽ màu giống vậy luôn cũng được ngăn cả nhà. Các anh chị dùng hai loại, một cái các anh chị là bút màu xanh nè, các anh chị làm những cái đường gợn sóng, gọi là có một cái lớp gọi là điện từ âm dương bao bên ngoài, bao bọc bên ngoài nó. Đây các anh chị dùng điện từ âm dương nè, bao bọc bên ngoài nó.
điện từ âm dương ha, bao bên ngoài. Đó là những cái đường gợn sóng như vậy. Điện từ âm dương. Đó, điện từ âm dương, điện từ âm màu xanh, điện từ dương màu đỏ. Sau đó các anh chị uốn uốn lượng nó giao với nhau như vậy nè. Điện từ âm dương nó cuốn hút, nó cuốn với nhau như vậy nè. Nó cuốn lại với nhau, giao với nhau. Điện từ âm dương bao bên ngoài. Cái nhà vẽ kịp đúng không cả nhà? Điện từ âm dương bao bên ngoài. Được ha. Thấy các anh chị vẽ say mê thích quá. Tiếp theo này mình vẽ những cái gọi là có những cái vòng tròn vậy nhỏ nhỏ vậy nè, nó gọi là bong bóng những cái ảo giác á, bong bóng ảo giác. Các anh chị ký hiệu nó bằng những cái vòng cái bọt vòng tròn vậy nè. Này, cái này gọi là 8 muôn 4.000 bong bóng ảo giác. 8 muôn 4.000 bong bóng ảo giác. Tám muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác. 8 muôn 4.000 bong bóng ảo giác. Tám muôn bốn ngàn bong bóng ảo giác. Lớp ở bên ngoài nữa, đó là một lớp gọi là thân tứ đại, là bắt đầu tới lớp thân người nè, gọi là thân tứ đại. Thân tứ đại có đất, nước, khí, lửa. Đất, nước, khí, lửa. Đất, nước, khí, lửa. Đó, các anh chị cũng chấm 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 vậy nè. Chấm 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 nói nó lại. Đất, nước, khí, lửa. Ở bên ngoài cùng vẽ tiếp tục một cái lớp điện từ âm dương nữa bao bọc bên ngoài, bọc bên ngoài cùng.
mình cứ từ tốn thôi, cứ từ tốn, có sóng điện từ nữa, âm dương, điện từ âm dương nó bao bọc bên ngoài. Đó. Điện từ âm rồi bắt đầu chứ điện từ dương giao với nhau, điện từ âm dương bao bọc bên ngoài. Đó các anh chị, điện từ âm dương á nó bao bọc bên ngoài như vậy nè, nó tạo thành một cái lớp bao điện ở ngoài, lớp bảo vệ thân người ở ngoài. Đây gọi là cấu trúc con người. Đây gọi là cấu trúc con người. Đây là cấu trúc của con người mình. Tri thức này mượn từ nhà Phật. Hệ quy chiếu cấu trúc con người mượn từ góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Đó là mượn từ nhà Phật. Để có thể lý giải được những cội nguồn cuộc sống của chúng ta bắt nguồn từ đâu. Mặc dù mượn từ một tôn giáo tín ngưỡng nhưng lại rất khoa học. Và tôn giáo nào cũng có ý nghĩa hết, có nghĩa là cũng thấu hiểu được hết. Các anh chị vẽ được tới đây chưa ạ? Các anh chị vẽ xong chưa ạ? Vẽ hơi méo hả? Kệ nó, vẽ được là được. Còn tròn méo gì tính sao? Các anh chị chưa, nếu chưa quen vẽ méo cũng không sao. Hồi xưa những anh vẽ méo xẹo à. Vẽ riết các anh chị muốn quen, các anh chị vẽ mấy trăm lần á. Ai nghe cấu trúc con người nghe trước đây mà các anh chị muốn thấu suốt nó, muốn hiểu nó, hoặc là muốn điện từ mình cân bằng lại, các anh chị rảnh không có gì làm á, các anh chị lấy bút ra, lấy giấy ra, các anh chị vẽ chơi vậy đó, vẽ mấy trăm lần vậy, có những người vẽ xong tự nhiên ngộ luôn. Ở đó có khi nghe thọ tưởng hành thức tại sắc danh thực thì nghe cũng không hiểu, nhưng vẽ riết từ từ đang trong lúc vẽ ngộ ra. Vẽ riết từ từ ngộ cũng được ha. Cấu trúc con người, đây là tri thức, đây gọi là hệ quy chiếu cấu trúc con người. Hệ quy chiếu cấu trúc con người tại vì nó sẽ lý giải hết luôn toàn bộ cuộc sống của chúng ta, lý giải hết luôn trong một hình vẽ này, lý giải hết luôn ha. Rồi các anh chị vẽ xong rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu gọi tên và tìm hiểu đó, đầu tìm hiểu hen cả nhà. Đây chúng ta tìm hiểu trên ba góc nhìn, đó là mình làm cái gì thì cũng phải nhìn trên ba góc nhìn thì nó mới trọn vẹn được. Nhìn trên đạo lý dân gian nè, nhìn trên khoa học, nhìn trên tôn giáo tín ngưỡng, thì những cái gọi tên nó kiểu sao, có nghĩa là ba góc nhìn này đang chi phối toàn bộ cuộc sống của chúng ta,
Nên nếu chúng ta muốn hiểu điều gì đó thì cũng nhìn trên ba góc nhìn này thì chúng ta mới thấu hiểu nó trọn vẹn. Vậy thì mình nhìn trên góc nhìn đó, gọi tên cấu trúc con người theo dân gian, gọi tên theo khoa học, và gọi tên theo nhà Phật. Ba góc nhìn. Theo dân gian á, dân gian cả nhà, trong dân gian cuộc sống á, thì người ta gọi cấu con người mình á, cái sâu nhất bên trong con người mình á, họ gọi là tâm. Nhìn lại bức hình trước ha, có chị nói nè, nhìn lại bức hình trước đi, rồi làm đây hình vẽ cấu trúc con người nè. Sâu nhất trong con người thì các nhà khoa học ấy, lộn, trong dân gian thì ông bà hay gọi là tâm. Tâm, con người mình có tâm, sâu nhất bên trong là tâm. Vậy thì tâm rồi mới tới có tánh. Tâm là tới tánh. Các phần này bố trí như thế nào trong cơ thể hả? Đây, đang nói nè. Chúng ta đang nói tới đó đó cả nhà. Sâu thẳm trong con người là có tâm, rồi mình có tánh. Nên là trong ở bên ngoài á, dân gian người ta hay nói là tâm tánh, tâm tánh, tâm tánh của người này thế nọ, tâm tánh kiểu sao đó. Rồi tâm là tánh nè, rồi tình, con người có tâm là có tánh có tình. Thì á gọi vậy thôi chứ mình cũng không rõ, có phải mình cũng không biết tâm là sao không cả nhà? Hình như nghe cũng nhiều lắm á, nghe cũng nói tâm tôi á, tâm trong tâm á, thì nhưng cũng không biết trong tâm là ở đâu. Rồi tánh, tánh tình đó, tâm tình, tánh tình. Ừ. Thì cũng không biết, không rõ được. Nên là khoa học thì họ tìm ra được luôn cái gọi là tâm đó đó. Thì cái sâu nhất trong con người mình, cái mà gọi là tâm đó, thì những nhà khoa học họ gọi đó là sự chân thật. Đó là trong mỗi người luôn luôn có một phần không đổi qua không gian với thời gian, thì cái đó dân gian gọi là tâm, nhưng mà khoa học thì gọi đó là sự chân thật. Đó là sâu nhất trong con người. Các anh chị nhìn vô đây thì cũng có thể thấy được cái sâu nhất là trung tâm trong con người mình, đó là sự chân thật của mình. Thì lát nữa mình lý giải sau, nhưng mà gọi tên thì nó gọi là sự chân thật. Vậy thì có khoa học là tâm là tương đương với sự chân thật. Rồi, nhà Phật á, thì gọi á, sự chân thật đó thì theo góc nhìn của nhà Phật thì gọi rõ ra, gọi là tánh Phật. Tánh Phật nè, hay là Phật tánh á, tánh Phật, Phật tánh. Hay là các anh chị thường nghe, có ai đó trong đạo Phật, các anh chị nghe tánh Phật, Phật tánh. Hay là chân tâm, chân tâm, chân như đó, có những cái tên gọi như vậy. Thì cái hình tướng ngôn ngữ khác nhau thôi, có nghĩa là gọi tên khác nhau chứ thật ra ý nghĩa giống nhau, đều đại diện cho một cái là không thay đổi qua không gian thời gian và sâu nhất trong con người. Dân gian gọi là tâm, khoa học gọi tương ứng đó là gọi là sự chân thật. Còn nhà Phật thì gọi đó là tánh Phật, Phật tánh, chân tánh. Còn gọi là chân tánh nữa. Chân tánh. Chân tâm, chân như. Ừ. Thì có những tên gọi đó. Á, cái chữ tánh thì khoa học nói rõ cho mình luôn, dân gian gọi là tánh cái người đó, tánh người này kỳ quá, tánh thằng này kỳ quá, tánh người này quá kỳ, tánh người này được đó, người này cho được tánh được đó. Thiệt ra cái đó gọi á, khoa học gọi đó là tính cách. Tánh thực ra nó là tính cách.
tính cách, tánh là tính cách. Nhà Phật thì gọi rõ luôn, tính cách của con người thì muôn trùng không cả nhà, quá trời tính cách, không biết được bao nhiêu tính cách, rất là nhiều tính cách, thì có tính cách rất là nhiều, nhưng mà nhà Phật gọi được tên ra luôn, đó là gọi thẳng luôn là có 16 tánh người. Có 16 tánh người. 16 tánh người. Đó là đây, 16 tánh người đó là cái 16 tánh này nè cả nhà. Thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thùy nè, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tánh. Đó là 16 tánh người. Dù tính cách con người có nhiều cỡ nào, nhưng mà nền tảng của nó đều được sanh hóa ra, gốc rễ của những tính cách đó được sanh ra từ 16 tánh người này. Những ngày tới chúng ta sẽ làm rõ từng chi tiết của nó. Còn bây giờ mình gọi tên trước thôi. Gọi tên trước hang cả nhà. Tính cách thì nhiều, nhưng mà tánh người thì chỉ 16 tánh. Rất đơn giản. Đó là tánh đó. Dân gian là tâm nè. Cái dân gian là tâm thì khoa học gọi là sự chân thật. Thì nhà Phật gọi là tánh Phật. Chân tâm, chân như, chân tánh. Rồi. Tới lớp, hết lớp tâm xong bắt đầu tới lớp tánh. Tánh thì khoa học gọi là tính cách. Nhà Phật gọi là 16 tánh người. Các anh chị thấy đơn giản không? Ba cách gọi tên khác nhau nhưng đều có ý nghĩa giống nhau hết, ý nghĩa như nhau, chỉ là góc nhìn nào thì rõ hơn thôi. Mình sẽ chọn một số cái chỗ á, mình chọn góc nhìn này thì mình sẽ hiểu sâu hơn, tại vì góc nhìn kia thì mơ hồ, tại vì nếu gọi tâm, tâm là gì đâu biết nên mơ hồ, nhưng mà nếu nói sự chân thật thì biết rõ nha, đó là cái không thay đổi qua không gian với thời gian đó. Còn bên nhà Phật gọi là tánh Phật thì cũng đâu biết tánh Phật là sao, nhưng mà gọi tên được theo khoa học, đó là những cái không thay đổi qua không gian với thời gian thì lại rất rõ. Và quay trở ngược lại góc nhìn nhà Phật này thì sẽ thấu hiểu. Rồi, tánh người, 16 tánh người. Lớp nữa là lớp tình, dân gian có lớp tình. Rồi hay gọi cả nhà có hay nghe tình bảy bình không? Có ai nghe không? Tình bảy bình. Trong dân gian á, người sao tình quá ta? Tình tứ với ta, tình cảm với ta, tình quá thì tình đó là cảm xúc á, đó là cảm xúc á, khoa học gọi đó là cảm xúc. Tình quá, tình tứ quá, nhiều tình, người này tình cao quá thì cái lớp tình cao có nghĩa là cảm xúc dạt dào, cảm xúc nhiều. Cảm xúc nhiều, nhiều cảm xúc. Nhà Phật gọi đó đó, nó gọi là 84.000 bong bóng ảo giác. 84.000 hay là 84.000 cũng vậy, bong bóng ảo giác. Gọi là 84.000 bong bóng ảo giác. Tình bảy bình đó, bình là cái gì, là cái tơi gọi vậy mà cho có vần đó, mà tình cảm rồi đó, thì cảm xúc đó là nó là ảo giác. Nhà Phật ví giống như là cái bong bóng mưa á, cả nhà, mưa xuống á, cái nhìn ở dưới mặt nước nhìn nè, có những cái bong bóng nó nổi lên á, nổi lên xong rồi tan không, nó nổ không, tan thì hằng hà sa số bong bóng như vậy đó. Cảm xúc con người thay đổi liên tục và mỗi một giây phút trôi qua cảm xúc khác, một biến cố xảy ra cảm xúc khác, và toàn bộ đó toàn là, thì khoa học gọi là cảm xúc. Họ nghiên cứu ra thì nghiên cứu được 34.000 cảm xúc. Hiện nay khoa học nghiên cứu được 34.000 cảm xúc, nhưng nghiên cứu đó đang ngưng rồi, không có làm tiếp.
người nghiên cứu đó chắc cũng qua đời nên là chưa có kế thừa tiếp. 34.000 cảm xúc. Nhà Phật thì gọi tên được 84.000 cảm xúc, 84.000 hoặc là 84.000. Có nghĩa là hằng hà sa số, bong bóng ảo giác thì hằng hà sa số. Nên là lớp tình của con người, lớp cảm xúc của con người nghiên cứu đến hết đời cũng không nghiên cứu hết được. Và hằng hà sa số cái như vậy. Nên ba góc nhìn cho chúng ta những cái hiểu sâu sắc. Cấu trúc con người còn có thân nữa. Tâm, tánh, tình, thân. Có thân người mà. Thân người thì này thì rõ ràng nè, khoa học gọi đó là cơ thể người đúng không ạ? À? Thân người là cơ thể người á. Ngân người là cơ thể người. Thì nhà Phật gọi luôn rõ luôn đó là thân tứ đại. Thân người là thân tứ đại duyên hợp. Thân tứ đại là có đất, nước. Gì nữa không? Khí, lửa. Với lửa. Đất, nước, khí, lửa. Hằng hà sa số. Hằng hà sa số là sao ạ? À? Hằng hà sa số có nghĩa là vô lượng. Rất là nhiều, rất nhiều, 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 nhiều dữ lắm. Hằng hà sa số là vô lượng. Bóng ảo giác mà một cái hình ảnh mà dễ hình dung nhất đó là trời mưa, nước bông nước mưa nhiễu xuống, đổ xuống cái tạo ra bong bóng. Hằng hà sa số bong bóng mà nó có rồi nó tan đi, nó nổ nó tan đi, bự cỡ nào nó cũng tan, nhỏ cũng tan, bự cũng tan, thì muôn vàn hằng hà sa số cái mà không thể tìm hiểu hết được. Nên con người tìm hiểu về cảm xúc, làm sao để quản trị được cảm xúc thì rất khó để quản trị được, tại vì nó không phải là cái gốc rễ trong nội tâm của mình, nó bị chi phối bởi tánh con người và chân thật bên trong của quyết định cái bên ngoài. Nên khi con người hiểu về sự chân thật, hiểu về cấu trúc con người, họ sẽ quản trị trở lại. Một trong những cái quả có thể làm đó là cái quả có thể có đó là cảm xúc con người tự nhiên quản trị được mà không cần phải quản trị. Còn ai cố gắng quản trị hoài không được, tại cảm xúc đó là bong bóng ảo giác. Càng tìm hiểu nó, càng quản trị nó, càng cố gắng giữ bong bóng trong khi nó nổ, vài bữa nó lớn lên cái nó tan đi thì không quản trị được nó. Nên không tập trung vô cảm xúc nhiều, tập trung hiểu những cái phần khác, những sâu sâu xa hơn thì chúng ta sẽ tự động quản trị được. Hen các anh chị. Đây, chúng ta nhìn lại hình vẽ cấu trúc con người thêm lần nữa nè. Đây, đơn giản để hình dung lắm cả nhà. Nè, cấu trúc con người bên trong là có tâm không? Tâm á, tâm tâm là sự chân thật nè. Nhà Phật thì gọi đây là cái gì ạ? À? Tánh Phật, Phật tánh, chân tâm, hoặc là những đạo khác thì gọi là đạo Chúa. Thì nói sao, bên trong con người luôn có Chúa không? Chúa cũng ở trong mình không ạ? À? Luôn ở trong. Vậy thì sự trường tồn á là đại diện cho sự vĩnh hằng trường tồn. Vĩnh hằng thì các không thay đổi qua không gian với thời gian, thì ý muốn nói là cái đó đó. Thì ngôn ngữ có thể khác nhau nhưng đừng chấp vô ngôn ngữ, đừng chấp vô tôn giáo gì hết đó, mà là tại vì những tôn giáo đều có những đặc điểm, một số cái giống nhau và một số cái có một số cái quy về. Thì những vị thiện tri thức họ đều cho chúng ta một cái hiểu biết, một rất là trí tuệ, đó là sâu trong con người luôn luôn có cái trường tồn. Thì cái đó đó không thay đổi qua không gian với thời gian, nó đang nằm trong đây. Còn cụ thể là ý nghe thấy nói biết là kiểu sao thì mình tính sau, mình giải thích sau. Nhưng mình đang nhận biết được là cấu trúc con người á có một cái lớp trong cùng là lớp tâm, hay còn gọi là sự chân thật. Tiếp theo là lớp tánh.
lớp tánh là lớp 16 tánh người nè. Thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy, tham sân si, mạn nghi ác kiến. À, các anh chị đọc riết từ từ quen ha, thuộc luôn những ngày tới đây chúng ta thuộc luôn. Thọ tưởng hành thức, tài sắc danh thực thùy, tham sân si, mạn nghi ác kiến. 16 tánh người. Rồi, hết lớp tánh người, bắt đầu tới lớp gì? Lớp tình, là lớp bong bóng ảo giác đó, 84.000 bong bóng ảo giác. Đây, các anh chị thấy hàng hà sa số bong bóng ảo giác bọc bên ngoài đây. Rồi tiếp theo là lớp thân người, là thân tứ đại. Để cho đơn giản lại thì vẽ lại rất đơn giản, cấu trúc con người có bốn lớp này thôi nè. Nè, có nè. Đây. Có nè, có nè. Có tâm không? Tâm nè. Tính ra có bao nhiêu mấy cái à, tâm nè, tánh nè, tình nè, thân nè, à, tâm tánh tình thân, tâm tánh tình thân, bốn chữ T, thầy toàn 3T, Trần Minh Toàn thầy toàn 3T, cấu trúc con người 4T. Tâm tánh tình thân. Tâm tánh tình thân bốn lớp, các anh chị hiểu này là nhìn vô cấu trúc con người các anh chị nhớ luôn á, vẽ được luôn á. Tâm nè, lớp trong ha, tánh ở ngoài, tình sau đó là thân, do vẽ thêm điện từ âm dương rồi có vẽ thêm thôi, chứ thật ra đơn giản hóa lại là bốn lớp tâm tánh tình thân. Nhớ được không cả nhà? Cả nhà 3T có nghĩa là ba chữ T á, chứ không phải là 3T món 3T. Thầy thầy toàn mình á, Trần Thanh Toàn là ba chữ T chứ không phải là món 3T. Còn cấu trúc con người mà sao thấy đồ ăn không trời. Tâm tánh tình thân, cấu trúc con người bốn chữ T thôi, tâm tánh tình thân rất là đơn giản ha. Rồi theo cả nhà nhìn vô đây đơn giản hóa rồi đó, vậy thì cả nhà có thể đoán biết được như thế nào gọi là nội tâm không? Nội tâm là gì ta? Nội tâm, nội là cái gì? Nội là bên trong, nội là bên trong, tâm là tâm bên trong, vậy thì nội tâm là gì? Trong dân gian bình thường, trong cuộc sống bình thường hay nói nội tâm nè. Rồi thấu hiểu nội tâm nè, là thấu hiểu cái gì trời? Thấu hiểu nội tâm, vậy thì nhìn không phải biết cấu trúc con người thì mới biết nội tâm là gì. Nội tâm là gì theo cả nhà? Gồm mấy lớp đây, các anh chị nhìn vô hình vẽ này các anh chị biết được liền luôn đó. Nội tâm ồ, đơn giản lắm cả nhà. Từ lớp thân á, bỏ lớp thân đi, từ lớp thân đổ vô trong nè, bỏ lớp thân đi thì còn lại là nội tâm, được không? Được không? Rõ không? Bỏ lớp thân đi, từ bên trong rồi từ đổ vô bên trong đó, ba lớp này, tâm tánh tịnh, đó là nội tâm của con người mình đó. Nội tâm thì bao gồm tâm nè, tánh, tình, cả nhà thấy đơn giản không? Nội tâm, bây giờ trở đi chúng ta đã có khái niệm về nội tâm rồi đó cả nhà. Ai đó hỏi mình nội tâm là gì, bây giờ mình biết rồi đó. Nội tâm của bạn, nội tâm của tôi sao mà thấy vui vẻ quá, sao mà thấy vui vẻ quá, nội tâm sao an vui quá. Vậy thì nội tâm là gì ạ?
nội tâm là gì cả nhà, đến thời điểm này là tâm tánh với tình nha, nội tâm tâm tánh tình hết, nội tâm có bao nhiêu đó đó, tâm tánh với tình. Vậy thì thấu hiểu nội tâm là thấu hiểu được tâm, thấu hiểu tánh, thấu hiểu tình, làm chủ được nội tâm là làm chủ được tâm tánh tình. Vậy thì một người làm chủ nội tâm là một người chủ động lựa chọn, chủ động lựa chọn, cả nhà ghi giúp Nhật Anh luôn nha, chủ động nè, làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn, chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm. Làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Nghĩa là sao? Làm chủ nội tâm á, là nội tâm là tâm tánh tình. Vậy thì làm chủ nội tâm, người mà làm chủ nội tâm là người đó chủ động lựa chọn được tâm tánh hay tình để đối đãi với hoàn cảnh bên ngoài. Nếu mà họ dùng lớp tình, nếu mà dùng lớp tình đó thì dùng tình là để đối đãi, dùng tình thì đối đãi, dùng tình để đối đãi. Dùng tình để đối đãi, dùng tánh để phân tích phân biệt. Dùng tâm để đón nhận. Làm chủ nội tâm là chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Những hoàn cảnh tới với mình thì người làm chủ nội tâm là cái người chủ động lựa chọn được dùng tâm, dùng dùng tình để đối đãi, hay là dùng tánh để phân tích phân biệt, hay là dùng tâm để đón nhận. Có những cái, những hoàn cảnh tới thì mình dùng tình để đối đãi, vui vẻ mà dùng tình để đối đãi. Nhưng có những cái cần phải phân tích phân biệt không ạ? À? Có những chuyện tới phải phân tích phân biệt đúng sai không? Có những dạy dùng tánh của mình, tánh của mình là lúc đó nó phân tích phân biệt. Còn lớp tình đó là dùng lớp cảm xúc ở ngoài, dùng tình để đối đãi, để đối diện gì với hoàn cảnh đó, đối đãi nó. Còn tánh thì sẽ có phân tích phân biệt, dùng tâm. Có những cái phân tích phân biệt đúng sai hoài cũng nhức đầu và cũng không giải quyết được gì thì dùng tâm để đón nhận. Có những thứ mình dùng tâm để đón nhận luôn, còn đâu phải có những cái thì mình không cần phân tích phân biệt, nhưng có những lúc cần phải phân tích phân biệt, nhưng có những lúc cũng không có phải đúng sai làm gì mà dùng tình để đối đãi. Ví dụ một ai đó khen mình, khen mình sao hôm nay đẹp trai đẹp gái quá, người ta sao nay đẹp trai đẹp gái quá, ăn gì mà đẹp trai đẹp gái quá vậy, thì mình có thể dùng tình để đối đãi không, hay là dùng tánh để phân tích phân biệt? Nếu phân tích phân biệt, mình sẽ bắt đầu, mình khởi nó bắt đầu nè, suy nghĩ sao này nó khen mình ta, ý đồ gì đây, sao tự nhiên khen tôi đẹp gái, ý đồ gì à, thì đó là dùng tánh để phân tích phân biệt, trong khi người ta khen thôi mà, dùng tình đối đãi vui vẻ thoải mái
và các cao nhân họ khuyên mình á, nếu đã dùng tình đối đãi thì tốt nhất á, là có thể dùng được nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn là tốt nhất. Thì dùng tình, dùng trân trọng biết ơn để đối đãi. Còn nếu đã phân tích phân biệt rồi thì đã lấp tánh rồi thì dùng bao dung, có mang theo nguồn năng lượng của bao dung cho khỏe. Còn không có nữa thì an vui đón nhận. Không có nữa thì dùng tâm đón nhận, an vui để đón nhận. Đó, người làm chủ nội tâm là người làm được vậy thôi đó cả nhà. Chủ động lựa chọn. Chủ động lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Lựa chọn tình, dùng đối đãi bằng lớp tình, dùng sự trân trọng biết ơn để đối đãi bằng lớp tình, hay là dùng lớp tánh phân tích phân biệt, hay là dùng tâm an vui để đón nhận, tùy quyết định. Nếu chọn chủ động lựa chọn mà, lựa xong rồi, lựa chọn xong rồi, chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Mục tiêu là để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài. Vậy thì chuyện gì có tới ở bên ngoài, có đưa tới, thì mình cũng có thể, mình từ giờ trở đi mình đã biết cách rồi đó. Mình có thể dùng tâm để đón nhận an vui, hoặc là dùng tình đối đãi, có nguồn năng lượng khởi trân trọng biết ơn lên để đối đãi. Không có thì dùng tánh phân tích phân biệt, thì bao dung, thì không bị dính mắc. Còn dính quá thì an vui luôn. Những chuyện bất như ý tới, những chuyện bất như ý khi tới, làm gì bây giờ? Một ai đó, một vài lời nói không khéo làm tổn thương nội tâm đi. Tại sao có cái gọi là bị tổn thương nội tâm? Nếu mình không cho phép thì đâu có, người ta đâu tổn thương nội tâm được. Tại vì sao? Thông điệp đó từ bên ngoài đưa tới, nội tâm mình là do mình làm chủ. Nội tâm mình có tâm tánh tình. Vậy thì mình lựa chọn cái gì, do mình phân tích phân biệt hoặc là mình dùng tình thì nó mới bị tổn thương thôi. Còn nếu dùng tâm đón nhận an vui luôn, không dính mắc gì hết thì đâu có tổn thương gì. Cả nhà hiểu ý này không ạ? À? Còn an vui luôn thì an vui kiểu sao, thì những ngày tới mới được, mới nói tới những ngày tới nè, mới nói trân trọng biết ơn là sao, bao dung làm sao để bao dung, và bao dung là sao. Còn an vui thì làm gì để an vui? Dùng tình tại sao lại tổn thương hả? Nè, giống như ai nó chửi mình thôi, thì mình sân si, mình nổi giận lên, mình cự lộn với họ, mình dính mắt, mình chửi họ lại, thì nó đã xâm nhiễm vô nội tâm mình rồi. Nhưng không phải là mình bị xâm nhiễm, mà do là mình đã dùng lớp tình nên nó bị dính, dính cảm xúc trong đó. Còn nếu mình không dùng cảm xúc thì không dính gì hết. Có những lúc mình không dính mắc gì hết, nhưng mình cũng có phân tích phân biệt cái đó. Mình không có cảm xúc giận gì hết á, nhưng mình biết rất rõ là tại sao, tại sao. Thì mình dùng lớp tánh rồi đó, phân tích phân biệt rồi. Mà đã phân tích phân biệt rồi thì đạt tới trạng thái của bao dung thì mới không dính mắc. Còn không thôi, phân tích đã xong cuối cùng, phân tích đã gây cuối cùng, từ từ nổi lớp tình lên. Ngay thời khắc đó không nổi giận, nhưng mà sau đó phân tích quá, đi về nhà tối ngủ, dắt tay lên trán suy nghĩ, bắt đầu phân tích phân biệt, nhớ lại, từ từ lớp tình khởi dậy. Thì nội tâm con người có nhiêu đó đó, tâm tánh tình nó luân chuyển vận hành vòng 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 đó. Đón nhận, đối đãi, có đối đãi bằng rất nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Vậy thì thay vì chọn đối đãi bằng sự giận dữ, đối đãi bằng oán trách cũng là đối đãi không cả nhà, cũng là đối đãi đó. Đối đãi bằng hoài nghi, đối đãi này đối đãi nọ, thì thay vì đối đãi như vậy, các cao nhân cho mình lời khuyên đó là cho mình khôn ngoan nhất á, trí tuệ nhất, đó là chọn đối đãi bằng sự trân trọng biết ơn là đẹp nhất. Còn không trân trọng biết ơn được thì bao dung, còn không bao dung được thì thôi an vui luôn cho nó khỏe. Chứ giờ sao, không không có bao dung được mà, không bao dung được, giữ trong người chi cho nhức đầu, an vui luôn là nó tan hết luôn, không dính mắc. Nhưng mình vẫn biết mình nên làm gì.
được không cả nhà? Còn làm sao thì tính sau nghe. Các anh chị sẽ hỏi làm sao để trân trọng biết ơn cha, làm sao bao dung được trong khi quỷ đó nó chửi mình như vậy, tại sao bao dung được và tại sao phải bao dung. Những ngày tới nói, những ngày tới mới biết, lúc đó mình nâng nhận thức lên cho cuộc đời mình nó nhẹ và không có luyện tập gì luôn, chỉ cần có nhận thức là làm được. Có những chuyện bao dung và khi có nhận thức về bao dung thì cũng không có gì để bao dung nữa, tại vì cũng không dính mắc gì. Rồi sau đó quay lại trân trọng biết ơn bài học sau chuyện đó xảy ra thì mình sẽ ngày càng trưởng thành hơn, mà nhân duyên con người thì không bị phá đi. Mình có thể không đồng hành tiếp với người đó nhưng mình không dính mắc với người đó thì không phá nhân duyên sau này. Không thôi mình đã bị dính hình một người rồi, thù ghét thù hận dính một người oán trách rồi, mang theo hình ảnh đó dính hình thì hình ảnh cả nhà đã biết rồi đó, hình gì chứa trong đầu thì nó tạo ra kết quả cuộc sống của mình. Vậy thì tan hình, đổi hình ảnh nó đi, thì không phải đổi, không phải nói miệng là đổi, có chân có bao dung an vui trân trọng biết ơn thì đơn giản để đổi hình ảnh tâm trí. Và những ngày tới á, những ngày chúng ta đủ hết tất cả những nền tảng cần thiết, bắt đầu chúng ta mới thắp sáng những cái ngọn đèn để cho ngôi nhà, cho cuộc đời của mình được sáng lên. Thì khi con người thắp sáng được sự an vui, thắp sáng nguồn năng lượng của bao dung và trân trọng biết ơn. Không trân trọng biết ơn, nếu không trân trọng biết ơn thì bao dung, không bao dung thì an vui, không an vui thì trân trọng biết ơn, không trân trọng biết ơn thì bao dung, không bao dung thì an vui. Thì luân chuyển ba trạng thái này những ngày tới thích lắm. Các anh chị học qua được khoảng chừng 10 khoan qua được khoảng chừng 10 ngày á, 10 buổi cho qua là cuộc đời mình đổi luôn á. Đổi luôn toàn diện, nguyên cuộc đời đổi luôn. Tại vì mình sẽ sở hữu được ba nguồn năng lượng này trong cuộc đời mình. Tất cả những oán trách, thù hận nó tan hết. Và không cần cố gắng để tan. Và cũng không có phải là phải tha gì hết trơn á. Khi nó có nguồn năng lượng đó tự động nó tháo gỡ hết hình ảnh tâm trí nó tan hết. Và cuộc sống ngày càng nhẹ nhàng hơn và đơn giản hơn. Còn an vui được thì trí tuệ khai mở ra. Con người an vui, trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng. Con người theo đuổi sự tĩnh lặng, chưa chắc tĩnh lặng. Nhưng con người có sự an vui thì sẽ có sự bình lặng, tĩnh lặng trong nội tâm. Thì sự an vui đó sẽ làm cho trí tuệ sẽ trưởng thành trong đó. Nó sẽ sanh hóa ra và con người sẽ mở được trí tuệ thì họ nhận được nguồn năng lượng của an vui. Được hen cả nhà. Nội tâm mình sẽ chọn cả ba lớp tâm tánh tình hay mình chọn một trong ba lớp để sử dụng khi gặp chuyện à, tùy mình. Mình sẽ luân chuyển các trạng thái này, luân chuyển đó những ngày tới biết cách làm. Nhưng thôi quay lại đây, giờ cả nhà thấy nội tâm đơn giản hơn cả nhà. Nội tâm là gì ta? Nội tâm là gì à? Nội tâm là tâm tánh với tình. Nội tâm là tâm tánh với tình. Mà vậy thì làm chủ nội tâm, người làm chủ nội tâm là người chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm để làm chủ hoàn cảnh bên ngoài.
Người làm chủ nội tâm là người chủ động lựa chọn và chịu trách nhiệm với lựa chọn bên trong nội tâm để từ đó làm chủ hoàn cảnh ở bên ngoài. Thì mình mượn góc nhìn của dân gian để cho mình đơn giản hóa cấu trúc con người, bao gồm tâm, tánh, tình, thân. Tuy nhiên thì nếu mà mình chỉ nói là tâm, tánh, tình, thân thôi thì mình sẽ không rõ nó. Mình chỉ biết là có mấy lớp vậy thôi. Thì chỉ biết vậy thôi à. Còn muốn hiểu được á thì các chuyên gia khuyên mình như thế này. Đó là mình sẽ chọn lại, mình chọn mỗi góc nhìn đó, mình chọn cái nào rõ nhất mình chọn. Sau đó mình hiểu từng cái thì mình sẽ thấu suốt cấu trúc con người. Nhưng anh xin phép nói lại, nếu mình chọn được từng góc nhìn, mình chọn ra cái nào rõ nhất mình nói lấy ra để cho mình thấu hiểu. Mục tiêu mình là thấu hiểu, thấu suốt cấu trúc con người. Vậy thì mình chọn theo góc nhìn khoa học lấy cái gì, cái dân gian theo nhà Phật lấy cái gì ra để cho gọi tên cấu trúc con người lại một cách đơn giản nhất, mà đơn giản để thấu suốt nhất thì á, mình chọn nè, sự chân thật nằm trong. Số 1 là chân thật, thứ hai là 16 tánh người, thứ ba lớp tình, không cần phải biết nhiều quá về lớp tình tại vì tình bảy bình mà, bong bóng ảo giác biết nhiều làm chi cho mệt, trong khi chỉ cần nhận được sự chân thật, thấu hiểu tánh người, sau đó thân tứ đại cho nó khỏe thì cuộc đời này ngon rồi này. 1 2 3 4 thì cấu trúc con người á, gọi tên lại nó gồm nè, nó có sự chân thật, dạ, có 16 tánh người. Có lớp tình và có lớp thân tứ đại. Bốn phần. Thay vì mình nói tâm, tánh, tình, thân thì sự chân thật, tìm hiểu về sự chân thật, tìm hiểu về 16 tánh người, lớp tình mình nói rồi, biết vậy được rồi, thân tứ đại, thì bao nhiêu trọng điểm đó thôi. Chúng ta chỉ cần hiểu được chân thật nè, nhận được sự chân thật, hiểu được 16 tánh người là ngon đó. Chúng ta sẽ chính thức thấu hiểu nội tâm của mình. Bắt đầu nhận lại sự chân thật. Còn lại khoảng mấy chục phút. Được. Được. Đây. Sự chân thật của chúng ta là cái gì các anh chị? Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian với thời gian. Sự chân thật là những gì không thay đổi qua không gian với thời gian và không do suy nghĩ mà ra. Các cao nhân chỉ cho mình đó là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết. Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết chính là sự chân thật trong con người của chúng ta. Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết,
chính là sự chân thật trong con người của chúng ta. Ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết chính là sự chân thật trong con người của chúng ta. Bởi vì ý nghe không thay đổi qua không gian, thời gian, hay còn gọi là cái nghe của mình á. Cái nghe không thay đổi qua không gian và thời gian. Cái mình thấy không thay đổi qua không gian và thời gian. Cái thấy của mình á không thay đổi qua không gian với thời gian. Cái nói và cái biết cũng vậy. Nhưng anh lấy ví dụ này, chúng ta sẽ nhận được liền các anh chị. Đầu tiên, cái thấy. Cái thấy của mình không thay đổi qua không gian với thời gian. Theo các anh chị thì nhắm mắt lại chúng ta có thấy không cả nhà? Cả nhà có thể phối hợp cùng với Nhật Anh, chúng ta đều nhắm mắt lại. Đây, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại chúng ta có thấy không ạ? À? Đừng hé ha. Nhắm mắt lại chúng ta có thấy không ạ? À? Nhắm mắt lại có phải mình vẫn thấy không cả nhà? Có phải thấy màu đen không? Hoặc là thấy màu sắc gì đó không? Cả nhà có thể mở mắt được rồi. Nhắm mắt lại vẫn thấy. Thấy có hình tướng. À, nhớ tới ai thì liền, liền hiện hình người đó liền. Vậy thì nhắm mắt lại mình vẫn thấy. Và mình thấy màu, thấy này, thấy nọ. Có những cái, có những bay 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 nữa mình vẫn thấy. Thì nhắm mắt lại vẫn thấy. Vậy thì thấy không phải bằng đôi mắt, mà là thấy, cái thấy đó thông qua đôi mắt này thì nhìn ra thế giới bên ngoài thôi, còn cái thấy thì vẫn luôn luôn thấy, bởi vì nhắm đôi mắt lại vẫn thấy mà. Vậy thì cái gì thấy? Đó là cái thấy luôn luôn thấy. Và người khiếm thị vẫn thấy không ạ? Các anh chị em khiếm thị vẫn thấy, họ vẫn thấy đúng không ạ? Họ vẫn thấy. Vậy thì vẫn thấy thì cái thấy đó đó không thay đổi, mà là thấy cái gì thì nó mới đổi thôi. Còn bản chất của cái nguồn thấy đó luôn thấy. Cái nguồn đó luôn thấy. Thấy cái gì là do nó dính cái bên dính vô, nên nó gọi là thấy cái hình tướng, thấy người này người kia, thấy đẹp, thấy xấu, thấy hơn, thấy thua, thấy tốt, thấy đẹp, thấy giỏi, thấy gian, thấy tùm lum, thì do là mình đã dính thấy, cái thấy đó không còn chân thật nữa. Mà cái nguồn thấy thì lúc nào cũng thấy hết. Đây, các anh chị nè, nè, nhắm mắt lại một cái ha. Rồi chưa? Là làm liền cái nhận được liền luôn. Cả nhà nhắm mắt lại. Rồi, cả nhà nghe Nhật Anh nói ha. Liền nha. Thì nè, vừa mở mắt ra thì cái thấy đầu tiên, vừa mở mắt ra thì ngay thời khắc đó cái thấy đó là chân thật nhất, bởi vì nó không dính gì hết, luôn luôn thấy. Rồi một giây sau đó mình liền thấy đồ vật xung quanh và mình gọi tên được hết, mình đã bị dính vô rồi, thì cái thấy đó không còn chân thật nữa. Luôn luôn thấy ha, đó gọi là cái thấy hay là ý thấy. Tánh thấy cũng nó luôn á, nó cũng các tên thôi nhưng nó cũng vậy đó. Tánh Phật thì có tánh thấy, thì đó là cái thấy của mình luôn luôn thấy. Rồi nghe bắt đầu nè, cái nghe à, nghe cả nhà, cả nhà có đang nghe không? Đang nghe khi nghe có tiếng, nghe âm thanh Nhật Anh nói đang nghe thì các anh chị biết đang nghe. Khi ngừng nói không không nghe được, không có âm thanh nữa thì vẫn còn nghe không ạ? À? Vẫn còn nghe, vẫn luôn nghe mà nghe không có tiếng. Khi có tiếng nghe có tiếng, còn khi hết tiếng thì nghe không có tiếng. Bịt lỗ tai lại có nghe không cả nhà? Cả nhà bịt lỗ tai lại. Không bịt lỗ tai lại sao cũng gật đầu quá anh ta.
Nhà bịt lỗ tai lại có nghe không ạ? À? Vẫn nghe u, có tiếng u vẫn nghe. Rồi vậy thì bị khiếm thính do một số nhân viên mà khiếm tính tình tai, mất đi căng tai này, bị khóa mất đi, thì khiếm thính vẫn nghe không? Các anh chị khiếm thính vẫn nghe, vậy thì đố các anh chị có nghe bằng tai không, có nghe bằng đôi tai này không ạ? À? Không, không nghe bằng đôi tai. Đôi tai là phương tiện để mình nghe rõ hơn, chứ thực chất cái nghe luôn luôn nghe, không nghe không phải nghe bằng nội tâm gì hết đó, mà là cái nghe, cái nghe luôn luôn tồn tại, luôn lúc nào mình lúc nào cũng luôn nghe, lúc nào cũng luôn thấy, lúc nào cũng luôn nói, tại giờ nín thinh không ai nói năng gì nữa hết, mình vẫn nói không cả nhà, lúc nào muốn nói là nói, và cái nói luôn luôn có trong đầu mình đó, rồi luôn luôn nói, đó là cái nói mà lúc nào cũng luôn biết, nóng biết lạnh các anh chị vẫn luôn luôn biết. Vậy thì nghe thấy nói biết này luôn luôn tồn tại và không bao giờ thay đổi qua không gian với thời gian, chỉ có mình bị dính vô thôi, một cái thấy đã bị lập thêm một cái thấy vô nữa, nên đó có nghĩa là mình dính vô đẹp hay xấu nè, mình đã có phân tích phân biệt rồi thì nó không còn chân thật nữa, còn bản chất của cái thấy thì luôn luôn thấy và cái nghe luôn luôn nghe, nên liền luôn trong giây phút này, ngay trong giây thời khắc này là thời khắc rất quan trọng. Đây cả nhà, cả nhà vẽ cái hình này vào giúp Nhật Anh nè. Ý nè, nghe nè, thấy nè, biết. Khi có một thông điệp đưa tới mình, đây là một giây phút mà các anh chị, nếu có nhân viên, các anh chị sẽ nhận lại sự chân thật của mình. Hai đây có thể giúp đỡ Nhật Anh, phối hợp với Nhật Anh. Hai đây các anh chị mong muốn nhận được nó, có thể giơ tay lên giúp Nhật Anh. Rồi, Đào Nguyễn đầu tiên, xin mời chị, mở mic cho chị ha. Rồi, chị nghe được không ạ? À? Có. Chị Đào, Dạ, em có nghe được ạ. chị có bị khùng không? Chị có bị khùng không mà cười, nói gì mà cũng cười là sao? Rồi, trong giây phút đó có suy nghĩ gì không? Em thấy buồn cười. Buồn cười, do đâu? Đầu tiên thì hơi cảm thấy giật mình một tí, sau nghĩ ra và thấy buồn cười. Vậy thì có phải đã dính vô lớp tình không? Đã dùng cảm xúc tình để đối đãi, thông điệp đó đưa tới đã dính vô lớp tình nên không còn chân thật nữa. Nếu ai đó nghe các anh chị khó chịu
bực bội thì cũng dính luôn không, cũng dính vô luôn. Rồi nếu sau đó bắt đầu phân tích phân biệt sẽ nói tại sao chửi tôi, tại sao nói tôi khùng, ông là ai mà dám nói tôi khùng. Bắt đầu phân tích phân biệt ra, nên là thông điệp được đưa tới nếu không xuất phát từ sự chân thật nơi chính mình mà nó bị dính vào lớp tánh giáp tình thì thông điệp đó, cái nghe đó không còn chân thật nữa. Nhưng nếu chị nghe, chị biết là đang nghe thôi, một thông điệp đưa tới khùng hay là đẹp hay là xấu hay là gì đó thì nó cũng là một cái thông điệp đưa tới thôi, nếu mình chỉ biết mình đang nghe. Nếu chỉ biết đang nghe, nếu chỉ biết đang thấy thì không có dính mắc gì hết. Và sao? Nhưng mà nếu mà mình chỉ biết là mình đang nghe thì mình không phản ứng lại à? Phản ứng là sau đó mới phản ứng. Còn ngay trong giây phút đó chỉ biết mình đang nghe thôi, thì trạng thái trong nội tâm của mình sẽ có một khoảng không. Có một khoảng không. Nè, thử lại ha. Mặc dù giờ có khi giờ phối hợp đi, giờ nói là chị có bị khùng không? Gì đâu? Có bị khùng không? Không. Trước khi trả lời, giây phút đó chỉ biết mình đang nghe thôi, thì có gì không? Trong lòng có gì không? Không. Không có gì hết. Nếu chỉ biết mình đang nghe thì ngay tức khắc trong nội tâm của mình đó, nó có một tách ra tâm nội tâm, tâm của mình với lại những cái bên ngoài đây là gọi là cảnh, tâm cảnh tách nhau ra thì có một khoảng không. Chị nếu cảm thấy có cảm thấy nhẹ nhàng được không? Không có gì hết, không suy nghĩ gì không? Không nghĩ gì. Không suy nghĩ gì. Đó, cái đó gọi là tánh không nội tâm. Trạng thái đó gọi là tánh không nội tâm, đó là không có gì hết á. Trong đầu không có gì hết trơn. Tánh không nội tâm. Tánh không. Được đó, tính tình như vậy mà không suy nghĩ gì thì đúng bài rồi đó. Tánh không. Sao nghe quen rồi. Tánh không nội tâm. Biết ơn chị phối hợp. Biết ơn thầy ạ. Các anh chị nhìn thấy, có đang nhìn thấy Nhật Anh không? Rồi, các anh chị nhìn Nhật Anh đi. Các anh chị thấy không? Đang thấy không? Rồi, các anh chị thấy Nhật Anh đẹp trai không? Hả? Thấy Nhật Anh đẹp trai không? Ai trả lời có là dính liền, hoặc là không đẹp cũng dính luôn. Các anh chị nếu các anh chị chỉ có thấy vậy thôi, Nhật Anh nói gì cả Nhật Anh, hãy kêu trả lời. Chỉ kênh nghe thôi, biết đang nghe, còn nhìn thấy các anh chị biết thấy thôi, thì lúc đó các anh chị nhận được tánh không nội tâm. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không ta? Nhưng mà đúng ra là không có hiểu, này chỉ có biết thôi chứ không có hiểu, tại vì hiểu suy nghĩ quá không nhận được. Còn ai chỉ biết mình đang nghe, biết mình đang thấy nè, thấy hình tướng thấy vậy thôi, ai kêu phải nói thì đè vô là chồng thêm là đẹp xấu gì làm gì, chỉ có biết mình đang thấy thôi. Thì ai ở đây liền ngay tức khắc, các anh chị biết mình đang thấy xung quanh mình đó, những thứ xung quanh mình, các anh chị nhìn đi, các anh chị thấy đi, biết mình đang thấy, biết mình đang thấy, làm đúng như bốn câu bốn chữ đó luôn á, biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Rồi có ai có cảm giác trong lòng mình trống rỗng không? Trong lòng mình á nó trống không mà không có gì hết trơn á, không có suy nghĩ gì luôn, cũng đơ đơ và cũng hình như cũng không có gì trong đầu. Chúc mừng các anh chị.
Chúc mừng các anh chị. Ngay một thời khắc đó, các anh chị đã nhận được, khởi tạo được tánh không của nội tâm. Còn ai đang chưa nhận được, không sao, không thành vấn đề. Bởi vì các anh chị ngồi đây là các anh chị đã có nhân duyên. Đừng lo, đừng suy nghĩ. Ai có công đức, các anh chị dễ, đơn giản để nhận được. Còn chưa có khi trước giờ mình suy nghĩ nhiều quá thì chưa quen thôi, từ từ quen. Rồi đừng cố gắng suy nghĩ gì hết. Ai nhận được thì nhận, không nhận được thì thôi. Hả? Vậy thì đó, tánh không nội tâm. Rồi, ngay cái trạng thái tánh không đó, một thời khắc thôi à, trong một tích tắc đó các anh chị có tánh không thôi, nhưng sau đó nó mất đi. Thì do nó dính với lại lớp tánh người lại, dính với lớp tánh lại. Thì cái khoảng không đó đó, người ta gọi là tánh không của nội tâm. Nó gọi là tánh không của nội tâm. Nó gọi là tánh không của nội tâm. Tánh không của nội tâm. Nên là các cao nhân ấy, họ có một câu như vậy nè. Các anh chị ghi: tánh nghe, tánh thấy là bè. Tánh nghe, tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Tánh nghe, tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Thì tánh nghe với tánh thấy mình giống như cái bè. Nhà anh vẽ cái này là cái bè nha cả nhà. Cái bè bắc qua sông. Thì tánh nghe, tánh thấy là giống như bè phương tiện á, để cho mình đi qua. Thì cái khoảng không, cái trạng thái cả nhà có lúc nãy á, có một cái khoảng không, không có điểm dừng đó đó. Cái nhẹ hiều, không có suy nghĩ gì hết á. Cái đó người ta gọi là tánh không của nội tâm á. Nè, thì nguyên cái đoạn này là tánh không nè, tại vì trống rỗng mà không có suy nghĩ gì. Thì vừa hết tánh không, các anh chị có được tâm thái an vui. Nên ai đây các anh chị cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy vui nhẹ, mà cái gì khó không cũng biết, tự mình biết à, cũng không diễn tả được, vui nhẹ nhẹ vậy đó, an vui. Thì trạng thái đó là an vui nội tâm. Vậy thì công thức an vui các anh chị sẵn rồi ghi luôn ha, ghi luôn đi, là những ngày tới có làm rõ thì làm rõ sau. Công thức an vui: biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nghe, biết mình đang thấy. Đó, công thức đó có mấy tấm, bao nhiêu chữ: biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, 8 chữ. Ai làm theo đúng cái đó là có tâm thái an vui. Sao các anh chị thấy an vui không? Ai đó đây cảm thấy lúc nãy đó trống không, không suy nghĩ gì lúc nãy nha, còn giờ qua rồi. Còn các anh chị muốn khởi tạo lại, ai đó giơ tay lên, Nhật Anh thử, Nhật Anh xin phép anh chửi lại một câu. Nói lại, nói lại, nói khục lại một câu. Nói thiệt ra cũng không có gì chửi gì hết á, nhưng mượn cái từ đó nói một cái, các anh chị biết mình đang nghe thôi, biết đang thấy thôi, thì liền trống rỗng, không có gì hết, không suy nghĩ gì. Thì nội tâm không suy nghĩ gì, chính thức các anh chị nhận lại sự chân thật của mình. Nói đến mức mà hết giấy thì phải thêm giấy. Thì các anh chị nhận lại luôn á, nhận lại sự chân thật nơi chính mình. Sự chân thật của mình đó là ý nghe, ý thấy, ý nói, ý biết, không thay đổi qua không gian với thời gian. Vừa nhận được thì mình sẽ khởi tạo được tánh không của nội tâm. Và có tâm thái an vui.
khi một người có tâm thái an vui, đồng nghĩa họ đã khởi tạo được tánh không và họ đã nhận lại sự chân thật. Và khi họ khởi tạo được tánh không, nghĩa là họ đã nhận lại sự chân thật. Nhưng anh xin phép vẽ lại cái hình này nha. Cái này nè. Vẽ cái này vô đây cho các anh chị dễ nhìn nha. Ý nghe thấy nói biết. Thông điệp truyền tải đưa tới, nên là nếu một thông điệp đưa tới, các anh chị nghe cái xuất nghe xuất phát từ sự chân thật và thấy xuất phát từ sự chân thật thì sẽ không dính mắc vô lớp tánh với lớp tình. Thì đơn giản để khởi tạo tánh không nội tâm và có được sự an vui nội tâm. Tánh nghe, tánh thấy là bè đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Nhưng anh xin phép các anh chị thêm, có một số anh chị hỏi á, cho Nhật Anh thêm vài phút nữa nha các anh chị, để cho trọn vẹn bối cảnh này ha. Đã hơn 10 giờ nhưng Nhật Anh xin phép các anh chị thêm tí xíu. Dạ, có anh Kiên giơ tay nè, xin mời anh ạ. Em chào thầy Nhật Anh, thầy nghe rõ không ạ? Dạ nghe, biết đang nghe. Em hình như em bị vướng mắc một cái là em đang vướng mắc là em muốn hỏi về cái thứ tự nghe thấy nói biết đó thầy. Thì tại sao mình không nghe thấy biết và nói thầy? Thì cũng được thôi, có sao đâu, vì vậy đó chứ thật ra nó chung vậy hết đó. Biết nói nghe thấy, thấy nói biết thấy, thấy nói biết nghe, nói biết thấy nghe, biết thấy nghe nói. Với em muốn hỏi một câu là khi một cái thông điệp nó đến tới mình ấy, thì đối với em cũng đôi lúc đó thì em gặp cái thông điệp đó thì em cũng không có phản ứng gì đến nó, nhưng mà có đôi lúc thì lại có những cái thông điệp thì mình phân vân về nó, mình giống như thầy nói là nó ở lớp tánh ấy. Tánh là mình xét đúng sai chẳng hạn. Còn có những cái thông điệp thì mình lại cười, mình thấy mình vui thì làm sao để mà mình có thể Khi mà quản anh lý. đón nhận á, đầu tiên khi cái gì tới, đầu tiên biết mình đang nghe trước, khởi đầu đầu tiên nhận liền, đón nhận trước. Sau đó khi giây phút vừa đón nhận xong, tại vì tánh không cũng không được lâu, tánh không trước mắt ra đã để nó ổn định lại, sau đó mình mới lựa chọn tánh hay tình là tùy mình. Làm chủ nội tâm là cái người đó, cái bất như ý hay là việc gì tới, họ có thể đón nhận được. Nội tâm họ bình lặng lắm, có một số người anh quan sát thấy họ rất bình, là an vui, an vui chứ không phải là đơ, an vui không phải là vô tâm. Người an vui họ rất thấu hiểu và trí tuệ rất cao, tại vì người an vui là biết hết, tại vì có tánh biết, biết hết mọi thứ lúc đó, nghe và hiểu hết, biết hết luôn nhưng không dính mắc. Sau đó họ mới biết động, họ lựa chọn lại cái gì để họ đối đãi với hoàn cảnh đó. Những ngày tới họ tới trí tuệ á, cái học phần trí tuệ mình sẽ hiểu rất sâu sắc chỗ này. Lúc đó trí tuệ tự nhiên biết sẽ khai mở và tự biết phải làm gì trong hoàn cảnh thực tại đó. Đó là cái tuyệt quý
khi con người nhận lại sự chân thật và có được an vui. Em cảm ơn thầy. Còn hỏi hả? Thì Đào, Đào hỏi trước nè. Thầy cho em hỏi một câu là có nghĩa là khi mà mình nhìn thấy thấy một sự vật sự việc nó xảy đến với mình ấy, kể cả là bất như ý hay như ý, thì mình sẽ để cái tánh không, là mình không phản ứng, không vui không buồn ấy ạ. Nhưng mà khi mà mình có nghĩa là tâm mình là để nguyên cái tánh không, là không vui không buồn ở trong tâm, nhưng mà cái cách phản ứng của mình là như nào ạ? Tự biết lúc đó chỉ có tự mình mới biết, nhưng mà giây phút mình đang vui đó tự nhiên mình biết mình nên làm gì. À, có những lúc mình ăn vui luôn đơ luôn, mình hên đến đính thinh luôn, có những lúc vậy thôi chứ bên ngoài phản ứng lại. Có nghĩa là mình sẽ phản ứng theo theo tâm tánh tình đúng không thầy? Có những lúc nào những chuyện nào rất bất ngờ tới, rất nguy cấp, nhưng tự nhiên các anh chị bình lặng đến mức không thể hình dung được không? Bình lặng đến mức mà mình không phải bình luôn á. Lúc đó mình lạ lắm. Lúc đó các anh chị bình lặng, lặng như tờ luôn á. Nhưng mà bên ngoài vẫn hành động, vẫn hành động, thân này vẫn động, vẫn biết, vẫn làm hết. Nhưng bên trong mình biết rất rõ là không có gì dao động hết. Có những giây phút nào như vậy không? Chắc là chưa đến cảnh giới đấy. Chỉ Số là ví người dụ như gặp gặp cái chuyện sốc quá thì là sốc đến mức im lặng không nói gì. đó thì quá khác rồi, sốc quá đơ luôn, dính nó sâu sắc lớp tình luôn, nên là sốc chứ đâu không phải tánh thông. Cái Đúng đó rồi. thành tánh thông, tánh có nó dính quá rồi nên nó bị vậy. Nhưng mà Còn người nhìn ở bên ngoài thì lại bình lặng. trời, Nhìn ở nhìn vậy bên ngoài là nhìn người ta thấy bình lặng. bên trong mình mới biết, và tự chính mình mới biết, nóng lạnh mình tự biết. Thì công thức để làm nên đó đó là khởi tạo bằng cái tánh không này. Khởi tạo á là biết mình đang nghe, biết mình đang thấy là làm được, và đừng suy nghĩ nhiều, làm đúng cái đó thôi. Sau đó các anh chị tích tạo thêm công đức, các anh chị có công đức thì đơn giản để làm. Vâng. Thầy cho em một câu hỏi nữa là trong cái cấu trúc con người ấy, thì hiểu ở trong cùng là nghe ý thấy ý nói ý biết rồi, nhưng mà ở ngoài những cái vòng đấy như kiểu là thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thùy tham sân si mạn nghi ác kiến, thì những cái này là như nào ạ? Em vẫn chưa hiểu lắm. Chưa, tại vì chưa nói nên chưa biết. Mai 10 giờ rồi đó, các anh chị nào nghỉ các anh chị cứ nghỉ trước nha. Nhưng anh có xin phép các anh chị cho thêm vài phút. À, có Ừ. nghĩa là cái này sẽ chia đào tạo ở phần sau ạ. Mai mới nói, chưa nói mà, đó là tánh người. Giờ mình nhận sự, nên biết được sự chân thật trước đi. Có thông tin về sự chân thật trước, ai nhận được thì nhận. Rồi ngày mai mình thấu hiểu thêm. Rồi những ngày tới đây thì học tới tâm thái an vui, các anh chị nhận được thêm lần nữa, cân bằng nội tâm nha. Cứ tự tốt. Biết ơn thầy ạ. Cảm ơn cả nhà. Cho thêm một câu hỏi nữa là mời chị Hiền, Hiền Trần. Dạ em chào thầy và chào cả nhà. Thì em có một cái nghi vấn như thế này, là lúc nãy khi mà thầy nói á thì em có ngẫm lại một số điều, là trước một khi mà mình trong khi mà một cái thông điệp liên quan đến một sự kiện hay một người gì đó đến, thì tự nhiên bên trong mình có một cái khoảng khoảng không, và cái này nó tự nhiên nó xuất phát lên mình là à, người này không tốt hay là mình không nên làm cái điều này, mình hay còn gọi là trực giác đó. Thì vậy cho em hỏi là cái trực giác này với cái tánh không này nó có giống nhau không? Bởi vì ngay cái thời khắc đấy mình không hề suy nghĩ, không hề có ý thức. Nếu mà cái trực giác nó đến từ cái không suy nghĩ thì nó là cái trí tuệ tự nhiên biết, lúc đó tự biết. Còn Thì nó nó phải nền là tánh tảng của không. nó, nền tảng nó phải tới từ cái là mình không suy nghĩ gì và mình biết rất rõ không có suy nghĩ gì hết. Tánh không lúc biết đang nghe, biết đang thấy thôi, lúc đó sẽ tự nhiên có một cái nó khởi lên, mình tự biết. Thì Nhưng cái mà đó là tánh nó rất không. mong manh, nó rất Dạ. mong manh giữa tưởng của mình với lại cái trực giác đó, cái tưởng với lại tự nhiên biết rất mong manh. Thì nền tảng thì thôi cũng đừng quan tâm, chỉ cần nhận lại chân thật của mình nè. Khởi tạo tánh không là bằng cách biết mình đang nghe với biết mình đang thấy.
thì tự nhiên trí tuệ qua thời gian nó mở ra, Dạ biết ơn thầy. gọi là sức phán đoán. Sức phán đoán và cái trực giác đó, trong dân gian ta gọi trực giác, nhưng đó là cái phán đoán tự nhiên mình đoán được, biết được, tự nhiên thấu hiểu, thấu hết luôn, nhìn cái thấu hiểu hết luôn mà không 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 phải là suy nghĩ của Dạ. thì con người, trí tuệ con người có những phần đó đó. Những ngày tới học tới trí tuệ các anh chị nắm bắt sâu sắc. Dạ, biết ơn thầy. Còn câu hỏi nữa mai nha các anh chị Hằng mai nói ha nha, chị Trần Thị Hằng thôi đừng hỏi nhiều, tại vì hỏi á xa rời sự chân thật. Giờ đơn giản lắm, các anh chị biết đang nghe, biết đang thấy, biết vậy đủ rồi. Còn mai á, mai hỏi thì hỏi, còn giờ hỏi nữa xa rời sự chân thật liền, tại vì sự chân thật không do suy nghĩ mà ra. Thì càng suy nghĩ, nãy giờ nói vậy đó, suy nghĩ nó lý luận về từ từ cái xa rời á. Vậy hen cả nhà, biết ơn chị Hằng mai nha anh chị, biết ơn các anh chị. Hiện nay chốt lại một cái, mình đã có được vẽ được cấu trúc con người, mình nhận thức được về sự chân thật của mình, đó là ý nghe thấy nói biết không thay đổi qua không gian với thời gian. Rồi nội tâm, tâm thánh tịnh ha. Bye bye cả nhà, biết ơn các anh chị lắm lắm. Những anh mở mic cho các anh chị ạ. Rồi bye bye các anh chị. Chào thầy, Chào thầy và cả nhà. Chào thầy, chào cả nhà. Thầy luôn. Thầy chào cả nhà. Thầy và cả nhà. Thì trong phần đời còn lại. Chào thầy, chào cả nhà. Chào chào thầy. Dạ biết ơn thầy và cả nhà. Chúc thầy và cả nhà ngủ ngon. Chào thầy, chào cả nhà. Anh xin phép đó. Chào cả nhà.